Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 196. Phu nhân, xin hỏi có gì dặn dò? Hai người bước đến gần, thái độ cung kính dò hỏi. Bốp bốp, Kim Hương Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp cho mỗi người một bạt tai. Lực đạo khá lớn, thiếu chút nữa đánh hai người ngã xuống đất. Hai người bị đánh đến choáng váng, nhưng vẫn cố nén đau đớn, đứng thẳng người, phu nhân tha tội. Ta bảo các ngươi canh nhà, các ngươi canh như vậy sao? Kim Hương Nguyệt chỉ vào vũng nước trà đọng trên nền gạch, lạnh lùng nói, nếu các ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý. Tối nay, ta đưa các ngươi đi cho rắn ăn. Hai người này đều sinh trưởng ở nước Xiêm La, liếc qua tiểu trùng màu đen trong nước trà liền biết đó là cái gì, sắc mặt trắng bệch, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Phu nhân bất giận, đây là lão nô thất trách, xin hãy cho ta một cơ hội. Lão quản gia ngẩng đầu lên, bắt đầu thề thốt, ta nhất định sẽ bắt người hạ độc ra, chém hắn ta thành muôn mảnh. Ta cũng thất trách, xin phu nhân giáng tội. Nữ bảo tiêu ngược lại không lên tiếng giải thích. Bây giờ bổn phu nhân không rảnh để truy cứu các ngươi ai thất trách. Kim Hương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, A Đinh, ngươi lập tức đi đóng hết tất cả lối ra vào trong trang viên cho ta, bao gồm chuồng chó, ngay cả một con ruồi cũng không được phép thả ra. Nếu làm không được, bây giờ ta mang ngươi đi cho rắn ăn. Vâng, nữ bảo tiêu gật đầu. Kim Hương Nguyệt quát lớn, bây giờ thì lăn ra ngoài đi. Trong lòng nữ bảo tiêu thoáng yên tâm một chút, lộn nhào ra ngoài. Lão bá, người hãy đi điều tra cho ta. Kim Hương Nguyệt lạnh lùng ra lệnh cho lão quản gia, trong khoảng thời gian ta ra ngoài, rốt cuộc đã có ai tiến vào thư phòng, còn có ai đã chạm tay qua số trà này, người tìm bọn họ cho ta, sau đó đưa tất cả đến đây. Lão quản gia liên tục gật đầu, vâng, phu nhân, ta đi ngay đây. Đúng vào lúc này, một giọng nói ồn ào vang lên, này, có chuyện gì mà ồn ào thế? Một nam nhân trẻ tuổi ngáp một cái, bước vào trong thư phòng, thái độ cực kỳ bất lịch sự. Người này vừa nhìn thấy Tô Bối Bối, ánh mắt lập tức sáng lên, có vẻ hưng phấn, a, có mỹ nữ, không biết xưng hô như thế nào. Không đợi Tô Bối Bối phản ứng, hắn ta quay sang nhìn Kim Hương Nguyệt, mẹ kế, chẳng lẽ nàng ấy chính là vị hôn thê mà ngươi tìm cho ta? Đây là đại tiểu thư danh môn nhà ai thế? Tô Bối Bối cau mày, cực kỳ bất mãn đối với thái độ của người này. Hạ Thiên cũng khó chịu nói nhảm, ngươi không biết nói tiếng người sao? Sắc mặt Kim Hương Nguyệt lạnh lại, ta đã nói rồi, ở trước mặt ta, nhất định phải nói bằng tiếng Trung cho đàng hoàng. Còn nữa, ngươi nên tôn trọng khách của ta một chút. Nếu không, ngươi biến ra ngoài cho ta. Được được được, nam nhân trẻ tuổi lập tức chuyển sang tiếng Trung. Mặc dù khẩu âm hơi cứng nhưng người nghe vẫn có thể nghe hiểu, đúng là phiền phức. Đây là con trai của người vợ trước với chồng của ta bây giờ, tên Mario. Ánh mắt Kim Hương Nguyệt hiện lên sự chán ghét, tính tình ngang bướng, khiến hai vị không vui, mong hai vị bỏ qua. Này, người nói xấu ta ở trước mặt ta, người không cảm thấy bất lịch sự sao? Mario hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, còn nữa, không phải cha của ta nói về cùng với ngươi sao? Kim Hương Nguyệt thản nhiên nói, xảy ra chút chuyện, ông ấy sẽ đáp chuyến bay khác trở về. Mario cười lạnh, có chút châm chọc, khó trách ngươi lại dám la to ở đây. Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi là nhất gia chi chủ nữa đấy chứ. Ngươi mang theo hai người lạ đến đây, đúng là điên nữ. Nơi này chẳng những là thư phòng, mà còn là Phật đường của gia tộc chúng ta. Ngươi không tin Phật, tuyệt đối không thể vào. Vậy không phải cái tên ngu ngốc ngươi cũng đã vào đây sao? Hạ Thiên bĩu môi nói. Mario lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, ta là Phật đồ cực kỳ thành kính. Từ đỏ ta đã tu hành ở các chùa miếu. Chí Đức Đại Sư còn nói ta có Phật tuệ. Nếu không phải trần duyên chưa hết, tương lai ta có thể sẽ trở thành cao tăng đại đức. Hạ Thiên nhìn không được cười nhạo. Ngươi cười cái gì? Lửa giận Mario dâng cao, quát to với Hạ Thiên. Đừng tưởng rằng các ngươi có liên quan đến nữ nhân kia thì có thể chiếm được chỗ tốt trong nhà chúng ta. Ta nói cho các ngươi biết, hết thảy nơi này trong tương lai sẽ là của ta. Ai cũng không động được một phân một hào. Hạ Thiên lắc đầu, có chút giễu cợt, ngươi và tên ngốc đầu chọc trên máy bay đúng là cùng một tính tình. Rõ ràng ăn uống cá cược chơi gái, cái nào cũng có đủ, hơn nữa còn giết cả người, lại còn dám xưng danh là Phật đồ.
Điều này không phải buồn cười lắm sao? Ngươi, ngươi ăn nói bậy bạ gì đó? Mario giật mình, vội quát, ngươi cũng dám phỉ báng ta. Có phỉ báng hay không, tự ngươi biết. Hạ Thiên mỉm cười, hơn nữa, ngươi còn mới giết người từ nửa tiếng trước. Kim Hương Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mario, ngươi đã giết ai? Ngươi lại đi tin tưởng một kẻ nói hưu nói vượn sao? Mario cảm thấy vô cùng hoang đường, lập tức hiểu ra, mẹ kế, ngươi tìm người này đến chính là muốn hắn cố ý vu khống ta. Sau đó ngươi sẽ mượn cơ hội chiếm quyền thừa kế của ta, nuốt trọn tài sản của Trung gia. Lúc này, lão quản gia vội vàng chạy đến, giống to, phu nhân, không xong rồi, tiểu thiếu gia chết rồi. Cái gì? Kim Hương Nguyệt cả kinh, thân hình thoáng lảo đảo một cái, Tô Bối Bối thuận tay ở bên cạnh đỡ lấy nàng. A Hòa, con của ta. Kim Hương Nguyệt lấy lại tinh thần, lập tức vọt vào phòng con trai của mình. Lão quản gia theo sát đằng sau, vừa chạy vừa dặn dò người làm, mau đi mời Bạch Y A Tán đến đây. Sắc mặt Mario hơi thay đổi, do dự nửa giây rồi đi theo. Chúng ta cũng qua bên đó đi. Tô Bối Bối suy nghĩ một chút, sau đó nói với Hạ Thiên, nếu có thể, người ra tay cứu đứa bé dùm. Hạ Thiên thản nhiên nói, không cần, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ quay về thôi. Tô Bối Bối không hiểu ý Hạ Thiên nói là gì. Hạ Thiên cũng không giải thích nhiều. Kim Hương Nguyệt vội vàng vọt vào phòng con trai của mình. Nơi này được trang trí rất ấm cúng, có nhiều thú bông, nhìn ra được người trang trí rất dụng tâm. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là ánh sáng trong gian phòng không có. Các cửa sổ đều được bịt kín, một chút ánh sáng cũng không được chiếu vào. Trên chiếc giường gỗ chính giữa gian phòng, một đứa bé nam khoảng 5-6 tuổi đang nằm. Lúc này, sắc mặt của cậu bé trắng bệch, dường như không có hô hấp. A Hòa, Kim Hương Nguyệt nhào đến, gọi nhũ danh con trai của mình. Đáng tiếc cũng không có tiếng đáp lại, bi phẫn trong nháy mắt chuyển thành lửa giận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại như vậy? Lão quản gia khóc lớn, lão nô cũng không biết, vừa nãy tiểu thiếu gia vẫn còn rất tốt, bỗng nhiên miệng phun máu, sau đó thì không còn tiếng hít thở nữa. Có phải các ngươi không cẩn thận để A Hòa dính ánh nắng đúng không? Kim Hương Nguyệt phẫn nộ quát, hay là có người vào phòng cho nó ăn thứ gì đó? Tuyệt đối không có, lão quản gia lắc đầu liên tục. Chuyện gì xảy ra thế? Mario cũng chạy vào phòng, tiến lên nắm chặt cổ áo lão quản gia, các ngươi chăm sóc em trai của ta như thế nào vậy? Mặc dù hắn ta cực kỳ khó chịu và chán ghét mẹ kế Kim Hương Nguyệt, nhưng hắn ta lại vô cùng thương yêu đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình. Tuyệt đối không có, lão quản gia lắc đầu liên tục, vội giải thích, vừa rồi ta đi điều tra người làm đã từng ra vào thư phòng. Khi đi ngang qua phòng tiểu thiếu gia, ta nghe được bên trong có âm thanh rất kỳ lạ, ta liền mở cửa bước vào, liền nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy cái gì, ngươi mau nói đi, Kim Hương Nguyệt thúc giục. Ánh mắt lão quản gia vẫn còn hiện lên sự sợ hãi, ta nhìn thấy một tên ác quỷ mặt xanh nanh vàng đang ghé vào người tiểu thiếu gia, sau đó rất nhanh biến mất không thấy, tiếp theo ta mới phát hiện tiểu thiếu gia đã chết. Ngươi nói bậy, Kim Hương Nguyệt đương nhiên không tin mấy lời nói này. Trong lúc nàng đang định há miệng mắng to, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng kêu lên, Hạ Tiên sinh đâu rồi? Mau mời hắn đến đây cứu con trai của ta. Hạ Thiên được xưng là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Thật ra, trước đó nàng không tin tưởng mấy lời đồn này. Bởi vì y sư còn nổi tiếng hơn cả Hạ Thiên nàng cũng đã tìm, cuối cùng đều chứng minh có tiếng mà không có miếng. Nhưng bây giờ, hắn lại là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nàng. Hơn nữa người còn đang ở bên cạnh, biết đâu hắn thật sự có thần kỹ thì sao? Nhanh đi, Kim Hương Nguyệt quát lớn với lão quản gia, phu nhân, xin ngài nén bi thương. Mặc dù lão quản gia rất đau lòng nhưng vẫn nhịn không được mà khuyên nhủ, tiểu thiếu gia đã không còn hơi thở, cơ thể cũng đã lạnh, chúng ta mà chết. Nếu lan truyền ra ngoài, đối với việc kinh doanh của Trung gia sẽ không tốt. Chúng ta nên chờ lão gia trở về rồi chuẩn bị hậu sự. Bốp! Kim Hương Nguyệt vung tay tát cho lão quản gia một bạt tai, người dám rủa con trai ta chết. Phu nhân, ta không phải ý này. Lão quản gia liên tiếp lui về phía sau. Khóc lóc, trong khoảng thời gian vừa qua, trong dinh thự luôn phát sinh những việc kỳ quái. A Tán nói rằng có quỷ làm loạn, nếu không liệm tiểu thiếu gia sớm,
chẳng may hồn phách của cậu ấy bị dã quỷ bắt đi, phu nhân ngài chẳng phải càng thêm bất an sao? Kim Hương Nguyệt hoàn toàn không tin điều này, nhưng người nước Xiêm La gần như người người đều tin Phật, đối với mấy thứ quái lực loạn thần cũng tin không kém. Lão quản gia khóc thảm, đây cũng là vì thể diện của tiểu thiếu gia. Nếu muộn, bị tà đồ câu dẫn hồn phách, tiểu thiếu gia dưới cửu tuyền cũng không được bình yên. Có phải là ngươi hay không? Kim Hương Nguyệt bỗng quay đầu trừng mắt nhìn Mario, vừa nãy Hạ tiên sinh nói ngươi mới giết người nửa tiếng trước, có phải ngươi giết A Hòa hay không? Ngươi có thể sỉ nhục nhân phẩm của ta, nhưng không được sỉ nhục nhân tính của ta. Mario cũng gấp lên, giận dữ hét, nó nói thế nào cũng là em trai của ta, ta cũng không phải ác ma phát rồ, tại sao có thể ra tay độc ác với em trai mình được chứ? Phu nhân, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lão quản gia lại lên tiếng khuyên nhủ, Bạch Y A Tán sắp đến rồi, chúng ta nên chuẩn bị nghênh đón, tránh cho vong hồn tiểu thiếu gia bị ác quỷ quấy nhiễu. Kim Hương Nguyệt bởi vì cái chết của con trai, trong lòng nhất thời đại loạn. Trong lúc nàng đang định thuận theo lời nói của lão quản gia, nàng bỗng nhiên cắn răng, ôm thi thể con trai của mình quay người bước ra khỏi phòng. Lão quản gia sửng sốt, rất nhanh lấy lại tinh thần, tiến lên kéo lại, phu nhân, ngài muốn làm gì? Biến đi, Kim Hương Nguyệt một cước đá văng lão quản gia, sau đó vọt đến thư phòng, quỳ rạp trước mặt Hạ Thiên, Hạ tiên sinh, ta biết ngươi là thần y. Xin ngươi hãy ra tay cứu con của ta. Tổ bối bối nhìn đứa bé nam kia, phát hiện sắc mặt của cậu bé trắng bệch, khí tức không còn, hiển nhiên đã chết. Cái này, còn có thể cứu sao? Do dự một chút, tổ bối bối quay sang nhìn Hạ Thiên. Đương nhiên là có thể cứu rồi. Hạ Thiên ngược lại cũng không chậm trễ, lấy ra ngân châm đâm thẳng vào mi tâm đứa bé nam. Một bóng người vội vàng xông lên tóm lấy cổ tay của Hạ Thiên, phẫn nộ quát, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Người đến tất nhiên là Mario. Kim Hương Nguyệt gấp lên, vội quát lớn với Mario, ngươi muốn làm gì? Mario quay sang nhìn Kim Hương Nguyệt, không hiểu hỏi, em trai đã chết, chẳng lẽ ngươi còn định để cho người ngoài sỉ nhục thi thể của nó sao? Ta chính là muốn Hạ tiên sinh cứu A Hòa. Kim Hương Nguyệt nén giận quát lên, ngươi cút về cho ta. Mero cười nhạo, mặc dù ta hy vọng em trai có thể sống sót, nhưng dù sao nó cũng đã chết, cũng nên nhanh chóng nhập thổ vi an. Nếu không, rất có thể sẽ bị người ta luyện thành tiểu quỷ, đến lúc đó ngươi có thể yên tâm được sao? Kim Hương Nguyệt không khỏi có chút do dự. Yên tâm đi, ta chính là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Hạ Thiên vẫn hờ hững nói, cậu bé đúng là đã chết nhưng vẫn còn chưa lạnh, chỉ cần ta đâm mấy châm là có thể sống lại. Hắn nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu ngả ngớn, hoàn toàn chọc giận Mario. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phật Đà sao? Thần tiên à? Mario trừng mắt nhìn Hạ Thiên, không khách sáo mắng to, em trai ta đã chết, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào sỉ nhục thi thể của nó. Ta không phải Phật Đà, cũng không phải thần tiên. Ta là thần y. Hạ Thiên lười biếng nói, nếu ngươi còn ngăn cản nữa, giờ cứu chữa Hoàng Kim qua đi, có muốn cứu cũng cứu không được. Kim Hương Nguyệt nghe xong, rốt cuộc không nhịn được nữa, tiến lên đạp Mario ra, sau đó nói với Hạ Thiên, mời Hạ Tiên sinh lập tức cứu sống con trai ta. Mặc kệ trả cái giá gì, ta cũng xin nguyện ý chấp nhận. Mẹ kế, người điên rồi sao? Mario mắng to, người này chính là Hắc Y A Tán. Nói không chừng hắn muốn luyện thi thể em trai thành tiểu quỷ. Cốt nhục chung gia ta không cho phép bị người ta sỉ nhục như thế. Vừa dứt lời, hắn ta rút một cây súng lục từ trong ngực ra, nhắm ngay Hạ Thiên, lập tức bỏ em trai ta xuống. Hạ Thiên hoàn toàn không thèm nhìn Mario, ngân châm không chút do dự đâm vào mi tâm bé trai, chậm rãi rót băng hỏa linh khí vào. Bây giờ hắn đã khôi phục tu vi độ kiếp kỳ. Đồng thời băng hỏa linh khí cũng gia tăng một mảng lớn, cách luyện ra kiếp lực cũng chỉ còn thiếu nửa bước. Cái này gọi là cải tử hoàn sinh. Trước kia, hắn đã có thể cứu sống người chết, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vừa chết chưa được bao lâu. Hiện tại, năng lực ở phương diện này của hắn lại càng tăng thêm một tầng. Người chết một hai ngày, chỉ cần thi thể không bị tổn hại, hắn vẫn có thể cứu sống. Dừng tay lại cho ta. Mario gấp lên, sau đó bóp cò súng về phía Hạ Thiên. Đùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Tiếng súng vang lên. Có người hét lên rồi ngã gục. Người trong ngoài gian phòng nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi đến thất thố. Đại thiếu gia, mắt lão quản gia muốn lồi ra, vội vàng tiến lên ôm Mario đã ngã quỵ. Châm của Hạ Thiên vững vàng như Thái Sơn. Sau vài giây, nước chảy mây trôi, hành châm hoàn tất. Được rồi. Hạ Thiên cất ngân châm, biểu hiện cũng không có chút ba động. Kim Hương Nguyệt do dự, nhìn ngực con trai của mình, cũng không thấy có gì thay đổi, cái này, xong rồi sao? Đương nhiên, Hạ Thiên đáp. Kim Hương Nguyệt nhìn chằm chằm con của mình, một lúc lâu sau cũng không có dấu hiệu sống lại, nhưng mà nó... Đúng là hồ nháo. Lúc này, một hòa thượng mặc áo bào trắng mang theo một đám người vội vàng xông vào. Đám người lão quản gia nhìn thấy hòa thượng mặc áo bào trắng, tất cả đều quỳ xuống, vô cùng thành kính. A Tán Phổ. Mặc dù Kim Hương Nguyệt không tin Phật nhưng cũng vô cùng cung kính đối với hòa thượng trước mắt. Hai người các ngươi là ai? Hòa thượng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, còn ngươi nữa, vì sao ngươi lại sỉ nhục thi thể của một đứa bé như thế? Quả thật là hành vi của ác quỷ, không thể tha thứ. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là con lừa chọc ngoại quốc thì ta không đánh ngươi nhé. Ngươi nói cái gì? Hòa thượng giận tím mặt, ngươi có biết ta là ai hay không? Kim Hương Nguyệt vội vàng thấp giọng nhắc nhở Hạ Thiên, Hạ Tiên Sinh, vị này là đại pháp sư nổi tiếng lừng lẫy ở Kinh Đô, xưng là A Tán Phổ. Các ngươi tuyệt đối đừng nên bất kính với ông ta, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đại pháp sư, Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi hãy dùng pháp thuật cho ta xem một chút đi. Kim Hương Nguyệt bó tay, đại pháp sư chính là cao tăng hữu đạo. Chồng của ta cố ý mời ông ấy đến tụng kinh cầu phúc cho nhà của ta. Chuyện chùa miếu mà các ngươi muốn tìm, ban đầu ta cũng dự định nhờ ông ấy hỗ trợ. Các ngươi mau quỳ xuống tham kiến pháp sư đi, đừng để ông ấy trách tội. Ta không có thói quen quỳ trước ai cả. Tô Bối Bối khinh thường nói, hơn nữa, người tin ông ta là nhân tài thì cho rằng ông ta là cao tăng. Còn đối với ta mà nói, ông ta cũng chỉ là một lão hòa thương mà thôi. Mời ta tức là kính Phật. Hòa thượng tức giận trừng mắt nhìn Tô Bối Bối, các ngươi bất kính với Phật, lại sỉ nhục thi thể của một đứa bé. Nơi này không chào đón các ngươi mau cút ra ngoài đi. Ngươi là cái thá gì chứ? Hạ Thiên nói, không nói trước ngươi có phải cao tăng hay không, đoán chừng ngay cả hòa thượng ngươi còn không phải. Đứa bé này vốn do ngươi giết chết, ngươi còn tự xưng người tốt ở đây làm gì? A Tán, ý là lão sư, sư phụ. Là kính ngữ dùng cho tăng nhân và người tu hành. Cao hơn nữa là Long Bà, chỉ cao tăng đắc đạo danh chấn cả nước. Đồng thời A Tán cũng có thể thay mặt Vu Sư và hàng đầu sư. Bạch Y A Tán chính là Vu Sư tu luyện pháp môn chính quy. Hắc Y A Tán là hàng đầu sư tà phái, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Hòa thượng mặc áo bào trắng trước mắt, mặc dù mặc áo trắng nhưng lại là cách ăn mặc của tăng nhân. Hạ Thiên đã ngửi được mùi tanh của vô số người chết trên người ông ta. Mặc dù người này đã cố tình che giấu, nhưng giấu được người khác chứ không giấu được Hạ Thiên. Ngươi, ngươi nói cái gì? Kim Hương Nguyệt nghe Hạ Thiên nói, cả kinh nhảy dựng lên, Hạ Tiên Sinh, ngươi vừa nói cái gì? Ông ta giết con trai của ta. Ánh mắt hòa thượng áo bào trắng hiện lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh chuyển thành phẫn nộ, Trung phu nhân, ngươi đúng là ngu xuẩn. Lời này mà ngươi cũng có thể tin, bần tăng là hạng người gì chứ? Mấy chục năm đóng cửa khổ tu, chỉ mới rời núi 2 năm nhưng đã cứu không biết bao nhiêu người rồi. Không nói trước ngươi có cứu người hay không, Hạ Thiên nói, cho dù ngươi thật sự cứu rất nhiều người, nhưng có mâu thuẫn gì với việc ngươi giết con trai của nàng ta không? Lời chất vấn của Hạ Thiên chẳng những khiến cho hòa thượng mặc áo bào trắng phẫn nộ mà còn chọc giận những người đang quan sát bên ngoài. Im ngay! Ngươi cũng dám nói xấu A Tán Phổ. Ông ấy là đệ tử của Thánh Tăng Long Bà Âm La Đương Đại, là cao tăng khổ tu mấy chục năm. Sỉ nhục A Tán, ngươi chính là ác quỷ. Đánh chết bọn họ đi. Hòa thượng mặc áo bào trắng không khỏi đắc ý nhìn Hạ Thiên, biểu hiện khoan thai, tả đồ ngươi miệng đầy báng ngôn, cũng dám nói xấu đức hạnh của bần tăng. Ta là hòa thượng trời sinh, chưa hề tạo qua sát nghiệt. Ngươi đang ô Phật báng Phật, tội đáng chết vạn lần. Tô Bối Bối mỉm cười giễu cợt, hòa thượng trời sinh, chưa từng tạo sát nghiệt, nhưng mở miệng ngậm miệng đều nói người ta tội đáng chết vạn lần.
Các ngươi hoàn toàn không phải người mà là ác quỷ chuyển thế. Hòa thượng hai tay hợp lại thành chữ thập, chính khí nói, người trong Phật môn chúng ta nên thanh trừ các ngươi, giúp cho thiên địa trở nên trong sạch. Tổ bối bối lại càng phát hiện hòa thượng này không ổn, chính phản đều là do ngươi nói cả. Trung phu nhân, nếu ngươi tin hai người kia, ngươi đã rơi vào bẫy của ác quỷ. Hòa thượng mặc áo trắng nghiêm túc nói với Kim Hương Nguyệt, con của ngươi vốn là Phật tử hàng thế, sinh ra đã để cứu tế chúng sinh. Vì thế, nó đã trêu chọc ác quỷ, mới bị nghiệt nghiệp quấn thân. Ban đầu, bần tăng đã khu trừ hơn phân nửa. Đáng tiếc ngươi lại dẫn đến hai người kia, đều là ác quỷ phụ thân, lúc này mới hại con của ngươi. Kim Hương Nguyệt vốn không tin Phật, nhưng gia đình chồng của nàng đều là Phật đồ, nàng cũng ôm tâm thái còn nước còn tát mới mời Bạch Y A Tán có chút nổi tiếng mấy năm gần đây về trấn trạch. Nhưng Hạ Tiên Sinh là bác sĩ, hơn nữa còn là thần y vô cùng có danh tiếng ở Trung Quốc. Mặc dù Kim Hương Nguyệt có chút thất kinh nhưng lý trí vẫn còn tồn tại, hắn không thể nào là ác quỷ gì được. Hơn nữa, ta cũng chỉ ngẫu nhiên gặp bọn họ trên máy bay. Bọn họ không thể nào đến hại con trai của ta được. Ngươi đã bị che mất linh trí rồi, ngay cả cái này cũng không nhìn rõ. Hòa thượng mặc áo bào trắng nghe xong, lập tức sửa lại lý do thoái thác của mình, bần tăng cũng không nói hai người này ngay từ đầu là ác quỷ, mà là đức hạnh của bọn họ quá nhỏ bé, tâm trí không kiên. Sau khi đến dinh tự này, lập tức bị ác quỷ thừa cơ thả lỏng cảnh giác mà cướp lấy thần phách. Ông ta bổ sung, người nói hắn là thần y, có bản lãnh cải tử hồi sinh, vậy hắn thi châm cho con của ngươi xong, con của ngươi có sống lại không? Kim Hương Nguyệt nghe xong, không khỏi ngẩn cả người, nhìn ngực con trai của mình, đúng là không có chút âm thanh, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Đúng lúc này, con trai của Kim Hương Nguyệt bỗng nhiên khóc lớn một tiếng. Hu hu hu. Hơn nữa, cậu bé càng khóc càng vang, tinh lực tràn đầy, hoàn toàn không giống một đứa bé bị bệnh nhiều năm. A Hòa, con sống lại rồi sao? Con không sao chứ? Kim Hương Nguyệt mừng rỡ, ôm con trai của mình sờ soạng khắp người. Tổ bối bối vỗ tay cười nói, bây giờ để ta xem ai còn nói Hạ Thiên không phải thần y. Đây còn không phải đã cứu sống người sao? Vâng, 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 Hạ Tiên Sinh chính là thần y, đệ nhất thần y trong thiên hạ. Kim Hương Nguyệt lấy lại tinh thần, vô cùng cảm kích, không nghĩ đến con trai của ta đã sống lại. Y thuật của ngươi đúng là xuất quỷ nhập thần. Ngươi không phải là thần y, ngươi quả thật là thần tiên tại thế. Hạ Thiên không thèm quan tâm hơn thua, chỉ thản nhiên nói, chỉ một việc nhỏ mà thôi. Không. Đối với Hạ Tiên Sinh mà nói có thể là việc nhỏ, nhưng đối với ta mà nói, nó chính là chuyện lớn. Kim Hương Nguyệt kích động không thôi, nhất thời không biết làm cách nào để biểu đạt sự cảm kích của mình, ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Nếu ngươi không ngại, ta muốn đưa một nửa gia sản của ta, không, toàn bộ gia sản của ta cho ngươi hết. Khoan đã, hòa thượng mặc áo bào trắng có chút gấp lên, lập tức ngăn Kim Hương Nguyệt lại, Trung phu nhân, ngươi cảm ơn nhầm người rồi. Con của ngươi có thể sống sót, hoàn toàn là công lao bần tăng ngày đêm tụng kinh cầu phúc. Ngươi không cần thiết bị hai tên ác quỷ phụ thân này lừa gạt. Kim Hương Nguyệt sửng sốt, nghi hoặc nhìn hòa thượng áo bào trắng, A Tán Phổ, ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy Hạ Tiên Sinh thi châm cho con của ta. Hắn là thần y, có thể cải tử hồi sinh. Hắn nói hắn là thần y thì hắn là thần y sao? Hòa thượng mặc áo bào trắng ngữ trọng tâm trường nói, Trung phu nhân, người bị nghiệt chướng che mở con mắt. Bần tăng sẽ khai quang cho ngươi, loại trừ mê vụ, để ngươi nhìn thật kỹ trên thế giới trong sạch này còn có hai tên ác quỷ đó. Dứt lời, ông ta đưa tay đặt lên đỉnh đầu Kim Hương Nguyệt. Một luồng ánh sáng màu trắng từ lòng bàn tay của ông ta rót xuống đầu Kim Hương Nguyệt. Ngươi đúng là to gan lớn mật, dám hại người trước mặt chúng ta. Tổ bối bối nhìn thấy. Cũng lời nói câu khách sáo, lách mình bước đến, một quyền đánh vào mặt hòa thượng mặc áo bào trắng. Bành! Bỗng dưng, một bóng người ngăn trước mặt hòa thượng áo bào trắng, đỡ được một quyền của Tô Bối Bối. A, Tô Bối Bối nhìn thoáng qua người đến, phát hiện chính là lão quản gia, không nghĩ đến người này lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Gương mặt lão quản gia trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Bối Bối, A Tán Phổ là cao tăng đắc đạo. Tuyệt không cho phép các ngươi sỉ nhục ngài ấy. Chết đi. Nói xong,
hai tay ông ta biến thành lợi chảo chộp đến mặt và cổ họng của Tô Bối Bối. Cút sang một bên, Tô Bối Bối liếc mắt, một cước đạp bay lão quản gia ra ngoài. Bành! Lão quản gia giống như đạn pháo bay ra ngoài, và đổ bức tường, ngã vào trong sân. Ngươi, hòa thượng áo bào trắng trừng mắt, lộ ra biểu hiện ngoài ý muốn nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, ngươi dám ra tay trước mặt bần tăng, quả thật là ác quỷ phụ thân. Hộ pháp đâu? Có. Mấy người mặc tăng phục màu trắng thân hình cường tráng vọt vào, cầm côn bổng trong tay trừng mắt nhìn Hạ Thiên và Tô Bối Bối. Mau đánh hai người bọn họ ra ngoài cho ta. Hòa thượng áo bào trắng chỉ tay vào Hạ Thiên và Tô Bối Bối, bọn chúng là ác quỷ quấn thân, cứ đánh chết không cần nói. Rõ, đám hòa thượng cường tráng lĩnh mệnh, vung côn bổng trong tay chiếu chuẩn đỉnh đầu Hạ Thiên và Tô Bối Bối mà đập tới. Tô Bối Bối hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là một đám hòa thượng xấu xa, mở miệng ngậm miệng toàn đánh chết người, còn nói mình là người tu Phật, đúng là buồn cười. Bi Mẫn Bồ Tát, Nộ Mục Kim Cương, đều là ngã Phật từ bi. Hòa thượng áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, sát tính càng đậm, huống chi hàng yêu phục ma vốn là chuyện đương nhiên. Chữ ác không hết chính là đáng trách. Hạ Thiên nhếch miệng, nói sao cũng nghe có lý hết. Đáng tiếc. Thế giới này không phải do ngươi nói. Bành bành. Tô Bối Bối một cước đá văng hai tên hòa thượng đang vây công nàng, lạnh lùng nói, ta thấy ngươi mới là ác. Vừa rồi ngươi còn định đập đầu Kim Phu Nhân nữa mà. Nói bậy nói bạ, hòa thượng áo bào trắng lạnh lùng nói. Kim Hương Nguyệt cũng quát theo, nói bậy nói bạ. Đổi đao, kết phục ma trận. Sát khí trong mắt hòa thượng áo bào trắng càng tăng lên nhưng ngoài miệng vẫn niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Tuy hàng yêu phục ma nhưng vọng động sát niệm cũng là không nên. Bần tăng tự phạt sao chép kinh văn 3.000 lần. Đám hòa thượng bỗng nhiên lột côn bổng trong tay mình xuống, lộ ra lưỡi đao có cạnh sắc hai bên thân. Chỉ mấy thứ này thôi sao, chẳng có ý nghĩa gì cả. Hạ Thiên thấy vậy, có chút nhàm chán, người nhìn qua cũng chỉ là phế vật. Người hẳn có sư phụ, mau gọi ông ta ra chịu chết đi. 7-8 hòa thượng trẻ tuổi khua trường đao sáng như tuyết chém lung tung về phía Tô Bối Bối và Hạ Thiên. Tô Bối Bối vừa né tránh vừa đạp bay từng tên hòa thượng ra ngoài. Tuy nhiên, đám hòa thượng rất nhanh đứng dậy, cầm đao trong tay tiếp tục chém tới Tô Bối Bối. Tô Bối Bối còn tưởng rằng lực đạo của mình nhẹ, vì thế nàng đã tăng thêm mấy phần lực đạo ở chân, một lần nữa đạp bay đám hòa thượng. Đám hòa thượng bay rớt ra ngoài, phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng tất cả đều đứng dậy, tự nhiên vô sự tiếp tục vung đao chém xuống. Những người này hình như có gì là lạ, Tô Bối Bối sửng sốt, rất nhanh ý thức được vấn đề. Cho dù nàng đá chết đám hòa thượng đó, khả năng bọn họ vẫn cứ tiếp tục đứng lên. Hạ Thiên nhếch miệng, nhất định là đã trúng hàng đầu chứ sao. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tô Bối Bối có chút do dự hỏi. Còn có thể làm sao? Bọn họ muốn chết. Vậy thì cứ để bọn họ chết chứ sao? Hạ Thiên hờ hững nói. Tô Bối Bối nói, những hòa thượng này cũng là bị người ta khống chế, không cần thiết phải giết chết bọn họ. Nàng hỏi tiếp, có phải giết tên A Tán gì đó, hàng đầu trong người bọn họ sẽ tự động giải trừ. Bối nha đầu, nàng thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Hạ Thiên thuận miệng đáp. Hòa thượng áo bào trắng nghe xong, không khỏi biến sắc la hoảng lên, chúng hộ pháp. Mau trở về bảo hộ phúc. Lời còn chưa nói hết, người đã bay ra ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi có chút bản lãnh gì đó chứ, kết quả lại như thế này. Tô Bối Bối một kích thành công nhưng gương mặt xinh đẹp lại hiện lên sự nghi ngờ, hàng đầu sự yếu như vậy sao? Đúng vào lúc này, chỉ thấy nửa người trên của hòa thượng áo bào trắng vỡ ra, một cánh tay khô gầy như sợi dây leo bay ra, trong chớp mắt đã treo trên đỉnh đầu của nàng. Tốc độ nhanh đến mức Tô Bối Bối có chút phản ứng không kịp. Tiếp theo, trường lực như núi lở, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc chết đi. Chảo như huyết ảnh trực tiếp xé toang không gian nơi Tô Bối Bối đang đứng. Không gian vặn vẹo, phát ra tiếng nổ cực kỳ chói tai. Tuy nhiên, một chảo này cũng không đả thương được Tô Bối Bối, ngược lại còn bạo kích toàn bộ đám người cầm đao thương. Thứ gì vậy, nhìn buồn nôn quá đi. Tô Bối Bối đã sớm tránh được nhưng vẫn quay đầu liếc nhìn một khô đằng giống như cánh tay, phát hiện bên trên loang lổ vết máu thì không nói, lại còn sền sệt không thôi.
Hạ Thiên nói, chẳng những buồn nôn mà còn không có tác dụng. Có tác dụng hay không không phải do ngươi nói. Hòa thượng mặc áo bào trắng từ dưới đất bò dậy nhưng nửa người trên đã chuyển hướng. Một thứ máu me nhầy nhụa bò ra, người thì vẫn đứng trong sân nhưng lại có thêm cái đuôi rắn màu đen. Lão quản gia nhìn thấy hình ảnh này, kinh ngạc đến muốn ngất đi. Kim Hương Nguyệt cũng bị chấn kinh đến nghẹn họng, không khỏi nghĩ đến vừa nãy Hạ Thiên nói ông ta chính là hung thủ giết chết con trai của nàng. Lúc đó, nàng còn có chút không tin, chủ yếu là không cừu không oán, hòa thượng đó hoàn toàn không có lý do giết con của nàng. Bây giờ, nàng nhìn thấy hòa thượng mặc áo bào trắng biến thành quái vật như vậy, nàng không có lý do gì mà không tin. Vù! Đúng lúc này, từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít. Chỉ thấy con quái vật sửng sốt một chút, sau đó nói với Tô Bối Bối và Hạ Thiên, các ngươi may lắm đấy, lần này ta tha cho các ngươi một con đường sống. Nói xong, nó vọt đến trước mặt Kim Hương Nguyệt, đưa tay muốn đoạt lấy đứa con trong tay nàng, bắt ông ta lại cho ta. Cứu, cứu mạng! Kim Hương Nguyệt tất nhiên sống chết không chịu, trước đó nàng đã trải qua sự đau đớn khi mất con. Khó khăn lắm mới cứu sống lại được, nàng cũng không muốn một lần nữa bị mất đi. Bành! Tô Bối Bối lập tức phi thân đến, một cước đạp bay con quái vật. Cảm ơn Tô Tiểu Thư, Kim Hương Nguyệt vẫn còn chưa tỉnh hồn, nhìn con trai trong ngực, cũng may vẫn còn ổn, vẫn không có việc gì. Tiếng rít đằng xa lại vang lên ba lần, ánh mắt con quái vật hiện lên sự do dự, nhìn chằm chằm đứa bé trong ngực Kim Hương Nguyệt, hai ba giây sau mới chịu từ bỏ. Nó nói với Hạ Thiên và Tô Bối Bối, hai người các ngươi chờ đó cho bần tăng. Dám phá hỏng chuyện của Kim Cương Thiền, sớm muộn gì ta cũng tiễn các ngươi xuống A Tỷ địa ngục. Nói xong, con quái vật quay người muốn rời khỏi. Chỉ là thân hình vừa mới bay lên khỏi mặt đất, nó bỗng nhiên bị định trụ, làm sao cũng không động đậy được. Ta để cho ngươi đi sao? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Con quái vật không khỏi sững sờ. Nó quay đầu nhìn lại. Phát hiện cái đuôi của mình đã bị Hạ Thiên dẫm lên. Biến đi. Con quái vật quay đầu há miệng gầm thét với Hạ Thiên, một luồng huyết khí được phun ra. Phốc. Tuy nhiên, luồng huyết khí còn cách 2-3 mét trước người Hạ Thiên đã bị phản chấn trở lại, đánh thẳng vào mặt con quái vật. A, con quái vật bị chọc giận, cũng không muốn rời đi nữa, vặn người vọt đến chỗ Hạ Thiên. Cánh tay của nó giống như hai thanh đao bén nhọn đâm thẳng vào tim và cổ họng của Hạ Thiên, đi chết đi. Năng lực chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Hạ Thiên thoáng thất vọng lắc đầu, sau đó hời hợt vỗ ra hai chưởng. Bốp bốp! Hai tiếng nổ vang lên, hai cánh tay của con quái vật đã bị Hạ Thiên đánh nổ. Growl! Con quái vật lập tức kêu lên đau đớn, ngửa đầu lên trời thét dài. Nghe được âm thanh này, Tô Bối Bối có chút choáng váng. Đồng thời huyết dịch trong cơ thể bồn chồn một cách khó hiểu, giống như máu của nàng có thể chảy ra ngoài bất cứ lúc nào. A, a, a. Tô Bối Bối đang định đè xuống cảm giác bồn chồn đó, chợt nghe chung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đám người quản gia đã ngất đi, lúc này thất khiếu bọn họ đều chảy máu ồ ạt, toàn bộ tập trung về phía con quái vật kia. Dám cản đường của ta, ta sẽ biến các ngươi thành lão đồ của ta. Con quái vật hấp thu máu xong, hình thể trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần, hai tay cũng một lần nữa dài ra. Đuôi rắn cũng to lên như cây cột, thoáng giãy giụa một cái, lập tức thoát khỏi định trụ của Hạ Thiên. Lúc này, con quái vật không còn muốn rời đi nữa. Nó cười một cách dữ tợn, nếu kế hoạch đã bị làm hỏng, ta bắt hai người các ngươi trở về hẳn cũng có thể giao nộp. Ta khuyên ngươi nên sớm chạy trốn thì hay hơn. Tô Bối Bối mỉm cười. Nói với Hạ Thiên, tâm trạng của ông ta không tốt, người giữ càng lâu, chỉ sợ ông ta chết lại càng thảm. Con quái vật không khỏi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hiện tại bần tăng đang ở trong trạng thái kim cương huyết lão, không ai có thể giết được ta, ngược lại sống chết của các ngươi chỉ nằm trong một ý niệm của ta. Đúng là hảo môn khó khuyên quỷ đáng chết, Tô Bối Bối mỉm cười lắc đầu. Hạ Thiên nói, bối nha đầu, nàng khuyên ông ta làm gì? Cái thứ ngu ngốc đó nhất định là phải chết, còn sống chỉ tổ kéo giới hạn của con người xuống. Đúng là không biết mùi vị. Con quái vật hừ lạnh một tiếng, khoát tay ngưng tụ một huyết cầu cực lớn, ném tới Hạ Thiên và Tô Bối Bối, đồ cái thứ không biết trời cao đất rộng. Cái này sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục. Huyết cầu to lớn che khuất toàn bộ sơn trang. Bốp!
Tiếp theo, huyết cầu nổ tung. Máu tươi như mưa vẩy xuống toàn bộ sơn trang. Người bị huyết châu văng chúng đều bị hòa tan, biến thành huyết khí dưỡng phân. Kim Hương Nguyệt chấn kinh, vội ôm con trai của mình chạy trốn. Kết quả nàng phát hiện, đám huyết châu giống như có chân, không ngừng hội tụ, lưu động, sau đó tách ra rồi hội tụ, rất nhanh đuổi tới dưới chân của nàng. Trốn cũng vô dụng thôi, huyết lão ở khắp nơi. Con quái vật cười lạnh, hung hăng nói, chỉ cần là vật có sinh mệnh đều sẽ bị huyết lão bắt lấy, sau đó hòa tan, hấp thu, cuối cùng trở thành dưỡng phân cho bần tăng. Kim Hương Nguyệt la hoảng lên, Hạ tiên sinh, Tô tiểu thư, mau cứu ta với. Ta không muốn chết, con trai của ta cũng không thể chết. Ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Hạ Thiên nhìn một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán, đúng là lãng phí thời gian của ta. Ta còn tưởng rằng có thể đánh một trận nữa chứ. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Con quái vật khinh thường nhếch miệng, lại tái diễn một chiêu vừa rồi, thu hồi toàn bộ huyết châu đã nổ, tập trung hết về phía Hạ Thiên. Chưa đến nửa giây ngắn ngủi, chúng đã bao Hạ Thiên thành một quả huyết cầu. Hừ, ngươi cũng chỉ bấy nhiêu mà thôi. Gương mặt con quái vật lộ ra vẻ khinh thường, nói với Hạ Thiên bên trong huyết châu, chưa đến 10 giây, huyết khí trong cơ thể ngươi sẽ bị hút hết. Ngươi sẽ trở thành một trong bộ siêu tập vạn thi của điện chúng ta. Đúng là ngớ ngẩn. Âm thanh Hạ Thiên vang lên bên tai phải của con quái vật. Cái gì? Con quái vật giật mình, lập tức quay đầu nhìn sang bên phải nhưng không thấy ai. Bành! Nắm đấm từ bên trái đập tới. Phốc! Con quái vật ăn một quyền của Hạ Thiên, toàn thân trên dưới nứt ra vô số khe hở, biến thành một chùm huyết phụ. Nhưng lần này, nó muốn tụ lại cũng không được. Tại sao lại, con quái vật phát ra tiếng kêu đau đớn và gào thét tuyệt vọng, bần tăng đã tu thành cơ thể kim cương, sư tôn có nói ta sẽ không chết. Nếu bần tăng chết, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Sư tôn chắc chắn sẽ báo thù cho ta, hai người các ngươi, còn có toàn bộ Trung gia sẽ chết không? Lời còn chưa nói hết, âm thanh đã tiêu tán, huyết châu trên mặt đất cũng bốc hơi. Chết thì chết đi, còn ở đó nói nhảm. Hạ Thiên lắc đầu, thoáng có chút khó chịu. Tô Bối Bối sửng sốt, sau đó nói, ngươi giết ông ta làm gì, tốt xấu gì cũng có thể ép hỏi nơi ở của bọn chúng chứ. Hỏi cũng vô dụng thôi. Hạ Thiên nhếch miệng, tên ngu ngốc đó cũng chỉ là tạp ngư, đoán chừng biết cũng không nhiều. Tô Bối Bối nói, thì cũng nên hỏi một chút sư phụ của ông ta đâu. Ông ta là tạp ngư, vậy sư phụ của ông ta rất có thể là âm huyết thần sứ. Cũng có khả năng nhưng người đã bị giết rồi. Hạ Thiên hờ hững nói, ai bảo ông ta quá cùi bắp, một quyền cũng không chịu nổi, đúng là phế vật. Tô Bối Bối im lặng. Sư phụ ông ta là Long Bà Âm La, ta biết ông ta ở đâu. Lúc này, Kim Hương Nguyệt có chút hoảng hốt nhìn chung quanh, sau đó nói với Hạ Thiên và Tô Bối Bối, nhưng... Nhưng cái gì? Tô Bối Bối hỏi. Kim Hương Nguyệt do dự 2-3 giây, sau đó đáp, cũng không có gì, chỉ hy vọng khi hai vị tìm được Long Bà Âm La, có thể năn nỉ dùm chung ra chúng ta, để bọn họ buông tha cho chúng ta chỉ là người bình thường. Đầu óc người có bệnh à? Hạ Thiên khó chịu nói. Tô Bối Bối cũng khuyên, bọn chúng đang coi trọng con của ngươi, muốn lấy thi thể của cậu bé để làm việc gì đó, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngươi cảm thấy việc năn nỉ đó có hữu dụng không? Vậy các ngươi tìm sư phụ của ông ta là vì cái gì? Kim Hương Nguyệt nghi hoặc hỏi. Hạ Thiên thản nhiên trả lời, đương nhiên là để xử lý ông ta rồi. Kim Hương Nguyệt lắc đầu liên tục. Long Bà Âm La là cao tăng nổi danh ở Xiêm La, nghe nói pháp lực cao cường, đã sớm tu thành cơ thể bán Phật. Hai vị nhất định không phải là đối thủ. Thế tên ngốc vừa rồi còn nói mình là cơ thể kim cương đấy. Hạ Thiên khinh thường nói, cái này, Kim Hương Nguyệt không còn lời gì có thể nói. Nàng ta im lặng vài giây mới lên tiếng, ta có thể nhờ hai người một việc hay không, sau khi tìm được Long Bà Âm La, tốt nhất là nên giết hết người trong chùa của ông ta. Trảm thảo trừ căn. Bằng không, Trung gia ta tuyệt đối cũng không sống nổi. Tô Bối Bối nghe xong yêu cầu này, không khỏi sửng sốt, chúng ta cũng không phải bại hoại chuyên lạm sát kẻ vô tội. Hạ Thiên khó chịu nói, giết hay không giết đó là chuyện của chúng ta. Ngươi thích nói thì nói. Việc tìm Long Bà Âm La gì đó đối với ta mà nói chẳng phải việc khó. Cũng đúng, Kim Hương Nguyệt cười khổ,
cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào nữa, trực tiếp nói ra địa chỉ, từ nơi này đi ra, đi về phía nam khoảng 300 dặm có một khu rừng, trong rừng có một thiền chùa Kim Cương. Nơi đó là chỗ ở của Long Bà Âm La và đồ đệ của ông ta. Còn nữa, nếu các người muốn tìm chùa miếu khác, có thể tìm một người gọi là Liên La trong chùa. Hắn ta là hòa thượng thế thân mà Trung gia chúng ta dùng tiền thay con trai ta vào chùa cầu phúc. Nếu là hòa thượng thế thân, thế thì có thể biết được gì? Tô Bối Bối có chút hoài nghi. Kim Hương Nguyệt nói khẽ, hắn ta rất tinh thông địa lý, toàn bộ Xiêm La chỗ nào cũng đã đi qua. Về sau, vì né tránh cửu giá, hắn ta đã đến Trung Quốc mấy năm, vừa mới trở về mấy ngày trước. Được, ta biết rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, có chút không kiên nhẫn. Nói xong, hắn ôm eo Tô Bối Bối đằng không bay lên, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Liên La thật ra không phải hòa thượng mà là một sát thủ, còn là một sát thủ dày dạn kinh nghiệm. Danh hiệu của hắn ta trong giới chính là sát thủ A-sai, hoặc có thể gọi là A-sai chó dại. Mấy năm trước, bởi vì cừu gia truy sát, hắn ta lăn lộn không nổi ở Xiêm La, thành ra mới đến Trung Quốc, đi theo người đại diện sát thủ tên là Ca, đổi tên thành A-sai. Ban đầu, sát thủ A-sai cũng chỉ là tránh đầu gió, thuận tiện tiếp đơn kiếm ít đồng. Thời gian trước, hắn ta không cẩn thận dẫm phải tấm sắt, nhiều lần còn suýt mất mạng. Tuy nói cuối cùng nhân họa đắc phúc, hắn ta không những còn sống mà còn tiếp nhận nghiệp vụ của Lạc Ca, trở thành người đại diện của liên minh sát thủ, dưới tay cũng có một vài sát thủ không tệ. Nhưng gia tộc ngang tàng nhất Quế Thành cũng vì sự kiện đó mà tan thành mây khói, trong lòng A-sai cảm thấy có chút bất an. Trước kia, hắn ta muốn thừa cơ gia nhập ám ảnh đoàn, cũng tiện có cái che chở nhưng ám ảnh đoàn lại chướng mắt hắn ta. Tuy nhiên, bởi vì chút quan hệ với đoàn trưởng ám ảnh đoàn là Hạ Thiên, ám ảnh đoàn vẫn cho hắn ta một cơ hội. Gia nhập ám ảnh đoàn thì không, nhưng trở thành đối tác thì vẫn có thể. Ban đầu, hắn ta không rõ đối tác là gì, về sau, hắn ta lên mạng tra một chút thì đại khái cũng đã hiểu ra. Ám ảnh đoàn muốn hắn ta về Xiêm La thành lập một tổ chức sát thủ, sau đó dùng danh nghĩa của tổ chức này gia nhập dưới cờ của ám ảnh đoàn. Cứ như vậy, hắn ta không phải là thành viên của ám ảnh đoàn nhưng tổ chức của hắn ta thì phải. Ám ảnh đoàn sẽ trợ giúp hắn ta, để hắn ta có thể nhanh chóng đặt vững nền móng ở Xiêm La. Trong đó, sự trợ giúp lớn nhất chính là giết chết cừu gia của hắn ta trước kia. Sát thủ A-sai về đến Xiêm La. Dùng nghiệp vụ quản lý của Lạc Ca, thành lập một tổ chức sát thủ có tên là Thiên Sai. Hiện tại đang có 8 sát thủ dưới tay. Vừa khai trương, hắn ta đã nhận được một đơn làm ăn lớn đến từ ám ảnh đoàn. Mục tiêu là một tên hòa thượng hiện đang rất nổi tiếng ở Xiêm La. Sát thủ A-sai là một tên cặn bã, không tin thần Phật, cũng được xem là dị loại ở Xiêm La này. Nhiệm vụ này có chút khó khăn nhưng A-sai lại rất hưng phấn. Đây là đơn đầu tiên sau khi hắn ta thành lập tổ chức sát thủ Thiên Sai, tuyệt đối phải tiến hành đến kinh thiên động địa. Nếu không, hắn ta sẽ làm mất mặt ám ảnh đoàn, còn có tên tuổi của đại sư huynh Hạ Thiên. Hắn ta vẫn luôn xem sát thần Ngải Luân là sư phụ, cho nên Hạ Thiên dĩ nhiên là đại sư huynh trong lòng hắn ta. Mấy ngày trước, A-sai tìm người gầy dựng quan hệ, muốn tiến vào chùa của mục tiêu để quy y xuất gia. Vừa lúc phu nhân Trung gia muốn tìm hòa thượng thế thân cho con trai của mình, Trung gia lại thường xuyên quyên góp đồ đạc cho chùa chiền gần đó, đã sớm có thiện duyên. Cho nên hắn ta cũng không phí tâm khổ sức tiến vào thiền chùa Kim Cương. Chỉ là sau khi tiến vào, hắn ta lập tức phát hiện có chút không ổn. Mục tiêu của hắn ta chính là trụ trì của ngôi chùa Long Bà Âm La. Nhưng Long Bà Âm La vẫn luôn ở thiền viện phía sau nhất của ngôi chùa, chưa từng lộ diện. Càng quỷ dị hơn chính là, mỗi đêm ngôi chùa sẽ phái một số tiểu hòa thượng đến, nói là nghe phương trượng giảng kinh giải thiền, nhưng chưa từng thấy những tiểu hòa thượng đó trở lại. Hoặc thiền viện có lối đi khác, hoặc Long Bà Âm La kia có vấn đề. Sát thủ A-sai trải qua suy tính sâu kỹ mấy ngày, quyết định chủ động xuất kích đi điều tra hậu viện kia. Lúc này, trên dưới trong chùa vừa mới dùng bữa cơm chiều xong. Hòa thượng lớn nhỏ trong chùa đều ngồi trên bồ đoàn của mình niệm kinh tụng Phật, xem như tiêu cơm trước khi đi ngủ. Hòa thượng dám tự bước đến, lớn tiếng nói tối nay sẽ chọn ra tăng nhân có tư chất thượng đẳng, phẩm hạnh ưu thiện,
hơn nữa mới vào chùa không bao lâu đến phụng dưỡng phương trưởng giảng thiền hậu viện, ai nguyện ý đến đó. Tiểu hòa thượng có mặt trong điện nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Mặc dù lời nghe rất hay, nhưng tất cả mọi người cũng không phải kẻ ngu. Những người đến đó trước kia, toàn bộ đều không thấy trở về, ai dám đến đó nữa. Nghe phương trưởng giảng kinh giải thiền là phúc khí cả đời tu luyện của các ngươi. Gương mặt hòa thượng dám tự lập tức lộ ra vẻ không thích, khiển trách những người đến đó, toàn bộ đều nhận được lợi ích thực tế. Chỉ cần chờ tròn một năm, tất cả đều có thể ra ngoài làm chủ trì của một chùa nhỏ. Lời này nếu nói lần thứ nhất, đa số tiểu hòa thượng ở đây sẽ động tâm. Nhưng bây giờ, trải qua một khoảng thời gian dài từ đầu đến cuối không nhìn thấy người ra, ai biết là lên chức hay là chết chứ? Tiểu tăng nguyện đi, sát thủ A Sai đứng lên. Thành kính nói, nhà ta từ nhỏ đã tin Phật. Nguyện vọng duy nhất trước khi chết của mẹ ta chính là cho ta xuất gia. Phương trượng là cao tăng nghe tiếng cả nước, có thể nghe ông ấy giảng kinh, ta nghĩ mẹ ta trên trời linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Giỏi cho một hiếu tử, hòa thượng dám tự rất hài lòng, gật đầu tính ngươi một suất. Đợi vài giây, cũng không có ai giơ tay, hắn ta tiện tay chỉ hai người, ngươi, còn ngươi, cộng lại vừa đủ ba người. Tất cả đi theo ta. Hai hòa thượng còn lại lộ vẻ sợ hãi, nhưng cũng không có gan phản kháng, đành phải theo sát thủ A Sai đi đằng sau hòa thượng giám tự. Hòa thượng giám tự mang theo ba người trẻ tuổi đi qua tiền điện, chậm rãi đi về phía hậu viện. Mắt sát thủ A Sai không chút dấu vết đánh giá chung quanh, hai người còn lại thì kinh sợ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hai người các ngươi nhớ kỹ, đến hậu viện có ba cấm kỵ lớn, tuyệt đối không thể phạm. Hòa thượng giám sát chừng cả ba, bắt đầu cảnh cáo, thứ nhất, phương trượng không hỏi ngươi, tuyệt đối không nên lên tiếng nói chuyện. Thứ hai, phương trượng không có phân phó, tuyệt đối không được đi lung tung. Thứ ba, mặc kệ nghe được cái gì, thấy cái gì, tuyệt đối không được phát ra âm thanh. Nói xong, hắn ta lặp lại một lần nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm ba hòa thượng trẻ tuổi, các ngươi có nghe rõ và nhớ kỹ chưa? Sát thủ A Sai liên tục gật đầu. Đã nghe rõ, đã nhớ kỹ, không được nói chuyện, không được loạn động, lúc nào cũng duy trì trấn định. Rất tốt, người đúng là có ngộ tính. Hòa thượng giám tự vô cùng hài lòng, cười hì hì vỗ đỉnh đầu sát thủ A Sai một cái. Hắn ta mò trong túi ba miếng bánh, đưa cho ba người, ăn hết đi. Hai hòa thượng kia sửng sốt hỏi, giám tự đại nhân, đây là thứ gì thế? Sát thủ A Sai hỏi cũng không thèm hỏi. Trực tiếp ném vào trong miệng, sau đó nói, đa tạ giám tự đại nhân. Rất tốt, hòa thượng giám tự lại càng hài lòng, người thông minh biết không nên hỏi thì đừng hỏi. Sắc mặt hai người kia trắng bệch, bối rối nhét vật kia vào miệng, sau đó nuốt xuống. Rất nhanh, bốn người đã đến trước cửa thiền phòng hậu viện. Giám tự gõ cửa một cái, miệng nói nhanh vài câu, cửa rất nhanh mở ra. Không gian thiền phòng hậu viện rất lớn. Khi vừa bước vào, tất cả nhìn thấy một cái sân lớn trong phòng. Sát thủ A Sai vừa tiến vào cũng cảm nhận được sự khó chịu, giống như có ánh mắt ở nơi nào đó nhìn hắn ta, hơn nữa còn nhìn cả trong lẫn ngoài của hắn ta đến mấy lần. Hai người khác thì run lẩy bẩy. Chính là ba người bọn họ sao? Một âm thanh già nua vang lên, nhìn tư chất cũng chỉ bình thường. Hòa thượng dám tự vội vàng trả lời, đây đã là những người tốt nhất trong một nhóm rồi. Đã uống thuốc chưa? Âm thanh kia lại hỏi. Hòa thượng giám tự gật đầu, đã uống rồi ạ. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Âm thanh kia nói. Tiếp theo, trong phòng sáng lên, một lão hòa thượng mặc áo cà sa, lộ ra vai phải, mày trắng đang ngồi dưới tường. Đằng sau ông ta là một hình ảnh. Hình ảnh của Hạ Thiên. Cái gì? Sát thủ A Sai nhìn thấy tấm hình, trong lòng không khỏi giật mình, biểu hiện cũng kinh nghi bất định. Thiền chùa Kim Cương ta truyền thừa ngàn năm, sứ mạng duy nhất chính là hàng yêu trừ ma. Lão hòa thượng mày trắng chậm rãi nói, thời thế hiện nay nhìn thì thái bình đấy, thật ra lại sóng ngầm cuồn cuộn, tà ma đang tìm kiếm cơ hội để động. Tấm hình đằng sau lão tăng chính là đại ma vương hủy thiên diệt địa hiện nay. Nếu không diệt trừ hắn, thế giới vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Để bảo vệ thương sinh, bảo vệ Phật Pháp, bổn tọa chọn chúng ba người các ngươi làm La Hán hàng ma. Các ngươi có bằng lòng hay không? Không chỉ sát thủ A Sai,
hai hòa thượng trẻ tuổi còn lại cũng mê man không thôi. Rõ ràng nói là đến thính kinh giải thiền, tại sao bỗng nhiên lại bắt bọn họ làm cái gì là La Hán hàng ma? Hỏi các ngươi thì các ngươi trả lời đi. Hòa thượng dám tự lớn tiếng quát tháo. Sát thủ A Sai cảm giác có chút không ổn, cho nên không có ý định lên tiếng. Xin hỏi chủ trì, người trong tấm ảnh rốt cuộc là ai? Vì sao lại nhận định hắn chính là Đại Ma Vương chứ? Một hòa thượng nhìn không được liền mở miệng hỏi. Bốp! Bỗng dưng một luồng huyết quang xuất hiện, chỉ thấy hòa thượng lên tiếng hỏi bị chém thành hai đoạn, máu tươi văng tung tóe đầy đất. Người còn lại nhìn thấy, kinh hãi đến phát điên, há miệng la to phóng đến cửa. Xoẹt! Lại một luồng huyết quang chạm xuống, hòa thượng này cũng bị giết chết luôn. Sát thủ A đoán mồ hôi lạnh lâm ly, hồn bị dọa thiếu chút nữa rời khỏi cơ thể. Người xem như không tệ, giữ vững giới luật hơn hai người kia. Dám tự đại nhân hài lòng nhìn sát thủ A Sai, tuy nhiên, người vào chùa giáp tâm không thuần, cũng khó thoát khỏi cái chết. Sát thủ A Sai há to miệng muốn giải thích. Người cái gì cũng không cần nói. Dám tự đại nhân cười lạnh một tiếng, ta hoàn toàn không muốn nghe. Dù sao mệnh của người bây giờ là của ta, đương nhiên cũng là của phương trưởng. Hòa thượng lông mày trắng chậm rãi nói, người hẳn quen biết người trên tấm ảnh kia. Sát thủ A Sai cũng không phủ nhận, đúng, ta biết. Người cũng thu hoạch được sự tin tưởng của hắn. Hòa thượng lông mày trắng nói tiếp, cho nên, muốn giết hắn cũng không tính là việc khó. Sát thủ A Sai lắc đầu, không, rất khó. Ồ, khó ở đâu? Hòa thượng dám tự cười hỏi. Ta không phải đối thủ của hắn. Sát thủ A Sai cười khổ, hắn là cao thủ danh xưng đệ nhất thiên hạ Trung Quốc hiện nay. Ta chỉ sợ cả một cọng lông của hắn cũng không chạm đến được. Không cần sợ, hòa thượng lông mày trắng thản nhiên nói, chúng ta tự có cách suy yếu hắn. Việc ngươi cần làm chính là tiếp cận hắn, sau đó chọn thời điểm thích hợp giết chết hắn. Sát thủ A Sai hỏi, ta làm sao biết lúc nào là thời điểm thích hợp? Ngươi không cần biết, bên trong ánh mắt hòa thượng lông mày trắng hiện lên ánh sáng, trong thời điểm thích hợp, ngươi tất nhiên sẽ ra tay. Ngươi đến đây, lão nạp sẽ ban thưởng cho ngươi một thành công lực, xem như bảo đảm. Sát thủ A Sai bước đến gần, không tự chủ được liền quỳ xuống. Trong lúc hòa thượng lông mày trắng định đưa tay đặt lên đỉnh đầu A Sai, trong lòng bàn tay của hắn ta đột nhiên sáng lên một luồng hàn mang, trực tiếp chui vào trong cổ họng của đối phương. Tiếp theo, A Sai đột nhiên đạp mạnh, mượn lực vọt đến trước mặt hòa thượng giám tự, một đao cắm vào tim của hắn ta. Hạ Thiên là đại sư huynh của ta, các ngươi có biết không? A Sai chậm rãi thu đao vào vỏ, lạnh lùng nói, muốn ta đi giết hắn, các ngươi chết tâm đi. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên, đừng gọi bậy, ta cũng không phải đại sư huynh của ngươi. Hạ tiên sinh. Sát thủ A Sai nghe được giọng nói này, vui mừng kêu to, sao ngươi lại đến đây? Tiếp theo, hai bóng người rơi xuống, chính là Hạ Thiên và Tô Bối Bối. Sát thủ A Sai hưng phấn vọt đến trước mặt Hạ Thiên, Hạ sư, Hạ tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cố ý đến giúp ta sao? Ta và ngươi rất quen nhau à? Hạ Thiên liếc mắt nhìn A Sai, khó chịu nói, còn nữa, về sau ngươi không được gọi ta là đại sư huynh của ngươi. Vâng, vâng, vâng. Sát thủ A Sai liên tục nhận sai, ta chỉ muốn đợi sau khi thành danh sẽ bái sát thần Ngải Luân làm vi sư. Đến lúc đó, ta chính là sư đệ của ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, cho dù ngươi thật sự bái nhị sư phụ làm vi sư, ta cũng không phải đại sư huynh của ngươi. Sao? A Sai không khỏi sửng sốt, trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao? Tô Bối Bối mỉm cười, thuận miệng giải thích, Hạ Thiên có ba người sư phụ. Sát thần Ngải Luân chỉ là nhị sư phụ của hắn, nhưng trước khi sát thần thu nhận hắn, ông ấy đã có một đứa con gái. Nghiêm chỉnh mà nói, cho dù người bái Ngải Luân làm vi sư, người cũng chỉ có thể gọi Hạ Thiên là nhị sư huynh. A Sai bừng tỉnh, đang định mở miệng gọi người, lại bị Hạ Thiên đánh nát vọng tưởng. Được rồi, người tốt nhất đừng gọi ta sẽ không đồng ý đâu. Hạ Thiên hờ hững nói, cho dù nhị sư phụ thật sự coi trọng ngươi, ta cũng cảm thấy chướng mắt. A Sai thở dài, năn nỉ, hay ta gọi ngươi là Hạ tiên sinh, như vậy được chứ? Ngươi cứ tự nhiên, Hạ Thiên hoàn toàn không coi trọng chuyện này, nhưng tại sao ngươi lại ở đây?
Mặc dù Tô Bối Bối chưa từng gặp A Sai, nhưng khi nói chuyện qua WeChat, nàng có nghe Nhiếp Tiểu Lý và Ninh Nhụy Nhụy nhắc qua người này, cũng biết hắn ta đã gia nhập liên minh sát thủ dưới trướng ám ảnh đoàn, xem như một nửa người của mình. Ta về đây lập nghiệp, vừa hoàn thành đơn thứ nhất. A Sai tiện tay chỉ vào hòa thượng lông mày trắng vừa mới bị hắn cắt cổ họng. Hạ Thiên khinh thường nói, cho nên nói ngươi còn kém xa lắm, ngay cả đối phương chết hay chưa cũng không biết. Chưa chết. A Sai kinh ngạc, vội vàng chạy đến bên cạnh lão hòa thượng mày trắng, tiện tay đâm xuống một đao. Phốc, thân đao chui thẳng vào ngực, hắn ta tin rằng ngay cả tim cũng đã bị đâm xuyên. Lần này nhất định sẽ chết, A Sai nói. Tô Bối Bối lắc đầu, nhẹ giọng nhắc nhở, nếu bọn họ là người bình thường, đúng là chết đến mức không thể chết thêm. Ý của ngươi là bọn họ không phải người bình thường. A Sai cảm thấy có chút hoang đường nhưng nghĩ lại, quả thật có chút đạo lý. Bởi vì vừa rồi năng lực mà dám tự biểu hiện thậm chí còn muốn lợi hại hơn cả hắn ta. Dù sao nơi này cũng là Xiêm La, vốn có rất nhiều cố sự thần thần quái quái. Thiền chùa Kim Cương này cũng rất quỷ dị. Trước khi đến đây, hắn ta cũng đã nghe qua một số lời đồn, chỉ là hắn ta không tin mà thôi. Vậy bọn họ là... A Sai không biết nghĩ đến điều gì, xoay người sờ soạng người lão hòa thượng mày trắng, quả nhiên phát hiện chỗ không hợp lý cái này. Hòa thượng lông mày trắng chỉ còn lại cái túi da, trong túi da là một khung xương khô quắt. Hắn ta lại hai ba bước vọt đến trước mặt giám tự đại nhân, quả nhiên cũng giống như vậy. Thế hai tên hòa thượng đến cùng ta đâu rồi? A Sai kinh hãi không thôi, quay đầu nhìn xuống đất, quả nhiên không nhìn thấy thi thể của hai người kia. Tiếp theo, một khô chảo màu đen ướt nhẹp chạm vào gáy của hắn ta. Hắn ta đang định quay người cho người sau lưng một kích chí mạng, lúc này hắn ta mới giật mình, không biết từ khi nào dưới chân của hắn ta tràn ngập huyết tương, khiến hắn ta không cách nào động đậy được. Đừng lộn xộn. Sau lưng hắn ta vang lên một âm thanh mơ hồ không rõ, tản ra sát khí khiến người ta không rét mà run. A Sai đối mặt với sợ hãi không biết tên. Hắn ta cảm thấy cổ của mình giống như muốn kết băng nhưng vẫn cố cắn chặt răng, trở tay thọc một đao về phía sau. Phốc! Một đao kia giống như đâm vào bùn nhão. Đừng phí sức vùng vẫy nữa. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên, dù sao người cũng đã chết chắc. A Sai sững sờ nói với Hạ Thiên, Hạ Tiên Sinh, người đang nói với ta hay là nói với tên quái vật đằng sau ta? Hạ Thiên không khỏi lườm hắn ta một cái, thế con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta nói chuyện? Thế thì ai nói? A Sai lại càng sửng sốt, lập tức hiểu ra, con quái vật sau lưng biết bắt trước âm thanh của người khác. Tô Bối Bối nhìn chằm chằm thân ảnh mơ hồ sau lưng A Sai, nghiêm túc hỏi, ngươi chính là âm huyết thần sứ. Bóng người kia dùng chính giọng nói của Tô Bối Bối đáp lại, nơi này không có âm huyết thần sứ, các ngươi đến nhầm chỗ rồi, cũng tìm nhầm người rồi. Hạ Thiên khó chịu nói, đừng dùng giọng nói của bối nha đầu để nói chuyện, có nghe hay không? Bổn tự đã sớm đóng cửa, không tiếp khách lạ. Bóng người kia đổi thành một âm thanh khác, hai vị vẫn nên sớm rời khỏi nơi này. Bằng không, lão nạp có thể ra lệnh cho hộ pháp tăng đến đuổi các ngươi đi. Tô Bối Bối có chút không kiên nhẫn, đừng giả bộ nữa. Cho dù ngươi không phải âm huyết thần sứ, ngươi cũng là Long Bà Âm La. Đồ đệ A Tán Phổ của ngươi đã bị giết rồi. A Tán Phổ đúng là đệ tử của lão nạp. Bóng người kia thản nhiên nói, thời gian trước hắn ta đã được mời đến Trung Gia Trừ Tà Trấn Quỷ, chẳng lẽ các ngươi biết hắn ta? Không biết, cũng chẳng hứng thú muốn biết. Hạ Thiên lười biếng trả lời, dù sao ông ta cũng đã bị ta xử lý rồi. Bóng người kia ngược lại cũng không phản ứng quá lớn, chỉ thản nhiên nói, ta không cảm nhận được ý thức của hắn ta, quả nhiên đã chết. Từ nhỏ A Tán Phổ đã theo ta tu hành, đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, lòng mang chúng sinh, là người kế tục Phật chủng. Để bồi dưỡng hắn ta, lão nạp đã hao phí vô số tâm huyết. Ban đầu, ta chờ mong hắn ta có thể tiếp nhận y bát của ta, không nghĩ lại bị các ngươi làm hỏng. Ngươi đang kể chuyện cười à? Tô Bối Bối lạnh lùng nói, đồ đệ của ngươi chẳng những hạ độc làm hại con trai của Kim Phu Nhân, trên người còn có sát khí cực nặng, không biết đã giết bao nhiêu người, ông ta mà cũng được xem là thiện lương. Bóng người kia lắc đầu, có chút trịnh trọng nói, ngã Phật tu hành, sao chỉ có vạn ức pháp môn đó? Hắn ta làm hết thảy chẳng qua cũng chỉ vì tu hành mà thôi.
một khi tu thành, chắc chắn hắn ta sẽ có thể cứu vớt được vạn chúng sinh, vì thế hy sinh tính mệnh của một số người cũng không tính là gì. Quả nhiên là một ngôi chùa tà, miệng đầy hồng ngôn loạn ngữ. Gương mặt xinh đẹp của Tô Bối Bối lạnh lại, người nhất định cũng chẳng phải vật gì tốt. Hạ Thiên nhếch miệng, bối nha đầu, nàng nói sai rồi. Lão ngốc đó ngay cả đồ vật cũng không được tính. Xem ra hai vị chính là lai giả bất thiện, nếu là như vậy, hai người ở lại đây đi. Bóng người kia dần dần ngưng thực, biến thành một thanh niên, sau đó vung tay rót huyết tương vào túi da lão hòa thượng lông mày trắng và giám tự, để bọn họ một lần nữa trở lại thành người. Người nam, lột da, cất vào thanh nang thi đường. Bóng người kia dặn dò hòa thượng lông mày trắng và giám tự. Lại chỉ vào Tô Bối Bối, nữ nhân ngược lại có mấy phần thiên nữ, có thể giữ lại để song tu, cung cấp năng lượng giúp lão nạp đột phá. Người nghĩ hay quá nhỉ? Tô Bối Bối nghe xong, tức đến mức muốn bể phổi, cũng không khách sáo, dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến trước mặt người kia, một chưởng chém xuống cổ họng đối phương. Người kia chỉ thản nhiên nhìn Tô Bối Bối một chút, cũng không để ý đến. Phốc! Cổ tay Tô Bối Bối chặt xuống, đích thật đã chặt đứt cổ người này. Đáng tiếc lại không có tác dụng gì. Cơ thể người kia giống như được ngưng tụ từ huyết tương. Sau khi chặt đứt, rất nhanh đã dính cùng một chỗ. Đúng là nữ nhân ngu xuẩn. Người kia lắc đầu, có chút khinh thường nói, cơ thể lão nạp được ngưng tụ từ huyết dịch ngàn vạn người mà thành. Ngươi cho rằng chỉ bằng quyền cước của ngươi thì có thể hủy hoại sao? Tô Bối Bối lạnh lùng đáp lại, vậy thì ngươi lại càng đáng chết. Vừa nói, nàng vừa một cước đạp tới, đá bay đầu đối phương. Vô dụng thôi, người kia lại ngưng ra một cái đầu khác, không hề có chút tổn thương, nếu ngươi cứ nhảy nhót như vậy mãi, ta sẽ bắt ngươi trước. Tô Bối Bối cười nói, bắt ta, ngươi nằm mơ đi. Huyết qua, tàn võng. Người kia hừ nhẹ một tiếng, vung tay phun ra một dòng huyết tương cuồn cuộn, biến thành một tấm lưới lớn bao trùm Tô Bối Bối. Hạ tiên sinh, ngươi không định giúp Tô tiểu thư sao? A Sai phát hiện huyết tương dưới chân mình nhạt đi không ít. Khô chảo đằng sau cũng đã thả lỏng, hắn ta lập tức thừa cơ tránh thoát, chạy đến trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên đáp, không cần, cái thứ ngu ngốc đó còn chưa phải đối thủ của bối nha đầu. Thật sao, sát thủ A Sai hoàn toàn nhìn không ra. Hắn ta chỉ thấy Tô Bối Bối hở trái hở phải trong thế công huyết võng của người kia, giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị chùm vào. Các ngươi bắt hai người kia luôn đi. Lúc này, hòa thượng lông mày trắng và hòa thượng giám tự cũng đã vọt đến, trong tay hai người cầm một thanh giới đao kỳ quái chém về phía Hạ Thiên và A Sai. Hạ tiên sinh, hai người này cứ giao cho ta. A Sai đành phải lấy ra đoạn đao của mình nghênh đón. Hạ Thiên nhếch miệng, từ chối cho ý kiến. Bản lãnh của A Sai không thấp, đáng tiếc lại gặp phải hai tên quái vật còn mạnh hơn cả người. Không bao lâu sau đã rơi vào hạ phong. Nếu chỉ đơn độc đối phó một người, A Sai cảm thấy mình còn có chút phần thắng. Đồng thời ứng phó hai người, hắn ta dự cảm hắn ta sẽ chết trong vòng 100 chiêu. Ban đầu, hắn ta tưởng rằng Hạ Thiên sẽ có khả năng ra tay tương trợ, nhưng nhìn lại, hắn ta phát hiện Hạ Thiên hoàn toàn không thèm nhìn hắn ta một chút, chỉ nhìn chằm chằm Tô Bối Bối mà thôi. Mẹ nó, liều mạng thôi. A Sai không muốn bị Hạ Thiên khinh thường, đành phải dùng 12 phần công lực chiến đấu tới cùng với hai con quái vật. Lý tưởng thì tốt đấy nhưng hiện thực lại lạnh thấu xương. Bành! Rất nhanh, phần bụng của hắn ta chịu một đao, tiếp theo mặt cũng bị một cước, cả người bay ra ngoài, lăn đến dưới chân Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, ta không chịu nổi. A Sai gượng chống, mời ngươi ra tay tương trợ. Hòa thượng lông mày trắng lạnh lùng nói. Một người chui vào bổn tự, ý đồ bất chính, một người tự tiện xông vào hậu viện, lai giả bất thiện. Hai người các ngươi đều phải chết, ai cũng không sống được. Hòa thương dám tự lại càng phun ra sát ý, không cần nói nhảm với bọn chúng, giết nhanh lên, tránh cho Long Bà Âm La đại nhân bất mãn. Hai người đồng loạt vọt đến trước mặt Hạ Thiên, giới đao như dệt lưới nhắm ngay tim. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, hai thanh giới đao đều đâm xuyên tim Hạ Thiên. Nhưng không hề để lại vết thương quá lớn. Thậm chí khi giới đao rút ra, vết thương mỏng nhạt còn tự động khép lại, giống như chưa từng bị tổn thương. Đao pháp tinh diệu có thể nói là cử thế vô song. Đáng tiếc,
ngay cả rắm cũng chẳng có mà dùng. Hạ Thiên cảm thấy bình thường, đương nhiên chịu hai đao của người này không phải hắn. Cách đó không xa, lòng bà Âm La đang ganh đua cao thấp với Tô Bối Bối lộ ra ánh mắt khiếp sợ, phẫn nộ quát lớn, hai người các ngươi làm gì thế? Hòa thượng giám tự và hòa thượng lông mày trắng đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ tin chắc rằng người bị đâm vừa rồi là Hạ Thiên, tại sao trong chớp mắt lại thay đổi? Cút sang một bên, hai tên phế vật các ngươi. Long bà Âm La tức giận quát, sau đó đánh ra hai chưởng, đánh bay hòa thượng lông mày trắng và hòa thượng giám tự ra ngoài, đồng thời thu hồi huyết tương trong cơ thể bọn họ. Khí tinh thần của hai người băng tán. Một lần nữa quay trở về hai cái túi da bọc hai khung xương vô dụng. Quả nhiên, vẫn không thể dùng ý thức lão đồ còn sót lại được. Long bà Âm La hừ lạnh một tiếng, thu lại trưởng lực, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, tà pháp của tiểu tử ngươi có thể khiến cho lão đồ phản bội ý chí của ta quả thật đã xem thường ngươi rồi. Hạ Thiên nói, đầu óc của ngươi cũng chỉ được bấy nhiêu mà thôi. Khi đánh nhau mà còn phân tâm, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Tô Bối Bối vọt đến trước người Long bà Âm La, bay lên đá một cước vào chính giữa mặt hắn ta, đá bay ông ta ra ngoài. Lực đạo rất lớn, thậm chí thiếu chút nữa đạp nát đầu đối phương, bối nha đầu, khí lực của nàng đã lớn hơn, nhưng vẫn còn chưa đạt đến trình độ. Hạ Thiên mỉm cười bình luận, nàng có thể tìm muội muội chân dài hoặc vợ sát thủ học võ công có hệ thống. Như vậy, một cước vừa rồi của nàng có thể giết chết ông ta. Tại sao ngươi không học đi? Tô Bối Bối tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên, trước đó Triệu Vũ Cơ đã tiến hành đặc huấn cho ta, cũng không có tác dụng gì. Ta lại thích công kích tùy tâm sở dục hơn. Hạ Thiên lắc đầu, nghiêm túc nói, bối nha đầu, ta là thiên tài, nàng làm sao có thể so sánh với ta được. Ta đã sớm không cần bất cứ chiêu thức nào, chỉ tùy tiện một quyền là có thể đánh chết ông ta. Hiện tại nàng còn chưa làm được. Muốn ta học, bọn họ dạy ta cũng phải dạy một cách thực tế chứ. Tô Bối Bối bất mãn nói, như lần trước đấy, chỉ hạn chế tự do của ta, cũng không học được những thứ hữu dụng. Hạ Thiên mỉm cười nói không chừng lần trước chính là hạn chế nàng, không cho nàng quấy rối thì sao? Ai bảo bối nha đầu nàng không bao giờ chịu nghe lời, thích chạy loạn khắp nơi. Đánh rắm, Tô Bối Bối không đồng ý với lời nói của Hạ Thiên, ta chưa từng chạy loạn. Ta chỉ thích du lịch, nếu không phải ngươi luôn quấn lấy ta. Ta cần phải tránh khắp nơi sao? Hạ Thiên không hiểu, bối nha đầu, thật ra vấn đề nằm ngay ở chỗ này, nàng tránh cái gì? Thế ngươi nói là cái gì? Tô Bối Bối tức giận trả lời một câu. Trong lúc hai người đang đấu võ mồm, một âm thanh già nua buồn bực vang lên. Chân huyết như vũ, âm sát khởi. Tiếp theo, toàn bộ hậu viện bỗng nhiên bị một tầng mây màu đỏ thẫm che khuất. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi quỷ dị khiến người ta cảm thấy buồn nôn. A Sai đang băng bó phần bụng của mình, cái mũi giật giật, lập tức ói ra. Điều quỷ dị chính là, hắn ta ói ra không phải cơm tối hay nước chua trong dạ dày mà là máu. Phun ra là không ngăn lại được. Gương mặt và cơ thể của A Sai dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, đành phải hô to với Hạ Thiên cứu, cứu ta. Ngươi không còn chuyện gì ở đây. Hạ Thiên liếc mắt nhìn hắn ta, lập tức một cước đạp bay hắn ta ra ngoài, ngã xuống bên ngoài hậu viện. Vừa rời khỏi phạm vi đám mây màu đỏ cổ quái, sát thủ A Sai lập tức ngừng nôn mửa, người cũng nhanh chóng khôi phục lại. Đúng là quá quỷ dị. A Sai không khỏi sợ hãi trong lòng. Cuộc chiến tầng cấp như thế, hắn ta hoàn toàn không có cách nào nhúng tay vào. Tuy nhiên, hắn ta cũng không muốn cứ như vậy mà rời đi. Hắn ta nghĩ, phương trượng nơi này là ác quỷ, hòa thượng trong chùa chưa chắc đã sạch sẽ. Mặc dù hắn ta không giúp được Hạ Thiên ở phương diện chiến đấu, nhưng thay hắn giải quyết đám tiểu lâu la trong chùa, thuận tiện lục soát một chút, nói không chừng còn có thể tìm được vật hữu dụng đối với Hạ Thiên. Tâm niệm vừa động, hắn ta lập tức xông vào bảo điện quan trọng nhất của thiền chùa Kim Cương. Thiện phòng hậu viện. Mùi huyết tinh càng lúc càng đậm. Đúng là buồn nôn, mặc dù Tô Bối Bối không đến mức nôn mửa nhưng ngửi được mùi này cũng phải cau chặt mày. Âm thanh già nua của Long bà Âm La từ bốn phương tám hướng vang lên, hừ, buồn nôn. Đây là dũng tuyển âm huyết mà ta đã cất giữ gần trăm năm. Các ngươi hãy cố gắng hưởng thụ một chút. Xem ra, ngươi chính là âm huyết thần sứ. Tô Bối Bối lạnh giọng nói.
Long bà âm la lạnh lùng đáp lại, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Các ngươi biết thì có lợi ích gì, còn không phải trở thành chất dinh dưỡng của dũng tuyển âm huyết ta sao, từ đó giúp ta phát triển. Hạ Thiên khinh thường nói, ngươi nằm mơ quá rồi. Với chút bản lãnh đó của ngươi chỉ có thể thúc đẩy đám đầu óc không tốt mà thôi. Ta đã sớm nghe nói ngươi cực kỳ cuồng vọng, vốn tưởng rằng chỉ là lời đồn mà thôi. Ý khinh thường cũng tràn ngập trong giọng nói của Long bà âm la, bây giờ xem ra, ngươi cũng chỉ là một tên đầu óc ngu si, tự cao tự đại, tự cho là đúng mà thôi, lại còn không biết tự lượng sức mình. Cha cha, còn biết không ít thành ngữ nhỉ, ngươi định thi văn sao? Hạ Thiên nhếch miệng, được rồi, ta lười lãng phí thời gian với ngươi ở đây lắm. Long bà âm la quát mắng, là lão nạp không muốn chơi với hai người các ngươi, kết thúc đi. Âm sát ngưng vân, huyết lân toái hại. Huyết vân màu đỏ thẫm bên trên hậu viên lập tức ép xuống, huyết khí lăn lộn trong ngoài gian phòng giống như vô số phong đao vũ kiếm nhỏ vụn, chạm cắt hư không, dường như không khí cũng có thể chém vỡ. Chỉ một khắc, cả thiền phòng đều bị cắt thành ngàn ngàn vạn vạn mảnh vụn, theo gió bay đi, không còn tăm hơi. Tại chỗ chỉ còn lại một cái hố cực lớn. Hừ, ta vốn còn muốn lưu lại nhục thể của các ngươi, giữ lại ngày sau để dùng. Long bà âm la chậm rãi rơi xuống bên cạnh phế tích, bên trong ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt, ai biết các ngươi lại không biết điều, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi về Tây Thiên Cực Lạc. Mạc Hô Lạc Già, chư Phật Từ Bi, đây đều là số mệnh cố định của các ngươi. Lời còn chưa dứt, cổ của ông ta bỗng nhiên bị siết chặt, có một bàn tay đang giữ chặt của cổ ông ta. Giọng nói lười biếng của Hạ Thiên vang lên, số mệnh cái đầu ngươi đấy, nổ quá lại thổi bay mình đấy. Chiều vừa rồi xác thực rất nguy hiểm, trong lòng Tô Bối Bối vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực của mình. Bối nha đầu, mấy lời không có trình độ này mà nàng cũng nói ra được. Hạ Thiên nói, tuyệt đối chẳng nguy hiểm, ngược lại còn có chút nhàm chán. Tô Bối Bối chế giễu, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, là đại biến thái sao? Vừa rồi, chỉ cần chậm một giây, ta đã bị cắt thành cặn bã rồi. Hạ Thiên mỉm cười, bối nha đầu. Nàng yên tâm đi, có ta ở đây, nàng không thể có chuyện gì đâu. Ngươi, các ngươi, lại không chết. Ánh mắt Long bà âm la tràn ngập sự khó tin, vô cùng kinh ngạc, liên tục lắc đầu cái này, không thể nào. Đây chính là thần thuật chí cao vô thượng, cho dù Phật đã ăn một chiêu này cũng tuyệt đối không thể sống sót. Thôi đừng nói nhảm nữa. Hạ Thiên khó chịu nói, lực đạo trong tay lại tăng gấp mấy lần, phiền nhất là loại người ngu ngốc như các ngươi. Biết chút chiêu thức mới lạ thì cảm thấy ai cũng không có khả năng trốn được, ai cũng phải chết, đúng là phiền chết đi được. Long bà âm la đang định phản biện, nhưng cổ căng lên, nói chuyện cũng có chút khó khăn. Hạ Thiên nói, chút chiêu thức đó của ngươi cũng chỉ hù những người chưa thấy qua việc đời. Tô Bối Bối cau mày, không khỏi nghi ngờ Hạ Thiên đang châm chọc nàng chưa thấy qua việc đời, nhưng vì không có chứng cứ xác thực, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Bành! Bỗng nhiên! Một tiếng nổ vang lên, Long bà âm la trực tiếp tự bạo, biến thành một chùm máu chảy xuống dưới đất, rất nhanh thấm xuống bùn. Không phải chứ, người để cho ông ta chạy mất, Tô Bối Bối có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười nói, trốn không thoát đâu. Nói xong, hắn tiện tay bắn ra một cây ngân châm. Huyết dịch rơi xuống, đa phần đều bị đính tại chỗ, rất nhanh phát ra tiếng ầm kỳ quái rồi tiêu tán. Thật đáng ghét. Đáng hận, đáng giết. Long bà âm la chỉ còn lại một phần máu nhỏ chảy vào lòng đất, sau đó dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy vào sâu trong lòng đất. Nhưng trong lòng ông ta cực kỳ không cam lòng, cực kỳ tức giận. Ông ta vạn lần không nghĩ đến tâm huyết kinh doanh nhiều năm như vậy của mình lại bị Hạ Thiên dễ dàng phá hủy như thế. Không biết chạy trốn bao lâu, Long bà âm la rốt cuộc thấm đến một hang động trong lòng đất. Nơi này... Bốn vách tường đều là pho tượng hình thái không giống nhau, lớn nhất cũng chỉ bằng một đứa bé sơ sinh, nhỏ nhất chỉ lớn bằng nắm tay. Mỗi một pho tượng đều có biểu hiện rất quỷ dị, nhưng ánh mắt lại nhìn cùng một hướng. Hướng đó có một cái giếng, đáy giếng là một lão ngoan đồng áo bào xanh đang ngồi. Vì sao lại gọi là lão ngoan đồng? Bởi vì thân hình của ông ta rõ ràng là một đứa bé khoảng 5-6 tuổi, làn da lại bóng nhuận giống như trẻ sơ sinh. Nhưng ông ta lại có một bộ râu trắng dài mấy mét, ánh mắt hơi mở đục ngầu và lõi đời.
âm huyết ngưng sát thần công mà ngươi đưa cho lão nạp hoàn toàn không dùng được. Long bà âm la lập tức ngưng tụ thành hình người, cắn răng nghiến lợi mắng to người dưới đáy giếng, hôm nay, nếu ngươi không cho lão nạp một câu trả lời, bây giờ ta sẽ bịt kín miệng giếng lại, để ngươi bị vây khốn dưới đáy giếng thêm mấy trăm năm nữa. Lão ngoan đồng dưới đáy giếng ho nhẹ hai tiếng, thản nhiên nói, ta đã nói từ trước rồi, nếu ngươi muốn giết ai, cứ dẫn đến chỗ của bổn tọa, đảm bảo giết ngay tại chỗ. Ngươi còn muốn lừa gạt ta? Long bà âm la nổi giận quát, ta dẫn người đến, nếu chẳng may hắn cũng giết ngươi luôn, đến lúc đó ta chết chắc. Vậy ngươi muốn thế nào? Người dưới đáy giếng bó tay. Long bà âm la lạnh lùng nói, ta muốn ngươi truyền tất cả công lực cho ta. Ngươi tinh thông quán đỉnh mà, không cần ta phải nhiều lời. Đương nhiên, đến lúc đó lão nạp sẽ thay ngươi hoàn thành di nguyện của ngươi. Ngươi đang áp chế bổn tọa, người đáy giếng cười nhạo. Vậy thì thế nào? Long bà âm la mỉm cười, nơi này có một vạn ma đồng tà khắc, người bị trấn ở đây không cách nào động đậy. Thêm mấy năm nữa, ngươi sẽ tan thành mây khói, đến lúc đó ngươi chẳng còn gì nữa. Người dưới đáy giếng cười khẽ, mấy năm qua, ngươi từ chỗ bổn tọa có được không ít công pháp. Ngươi mượn những công pháp này có được lợi ích, lại còn mượn danh bổn tọa trở thành âm huyết thần sứ, thế mà ngươi vẫn còn chưa hài lòng. Con người thì không bao giờ thỏa mãn cả. Long bà âm la lạnh lùng nói, trừ phi hắn chết. Phốc, ông ta còn chưa nói hết, đầu đã rơi xuống đất, biến thành một luồng huyết khí, nhưng lại không cách nào ngưng tụ được, chết thì cũng phải có sáng tạo một chút. Một âm thanh lười biếng vang lên, có như vậy mới thú vị chứ. Là ai? Người trong giếng nghe được âm thanh, lập tức quát hỏi, là người nào? Âm la, người mau trả lời ta. Không cần hỏi, ông ta chết rồi. Hạ Thiên nhìn xuống đáy giếng, nhìn người kia, ta ngược lại muốn biết ngươi là ai. Lúc này, Tô Bối Bối đến gần nói với Hạ Thiên, tại sao ngươi lại giết Long bà âm la chứ? Chúng ta còn chưa hỏi đến chính sự nữa mà, bây giờ không còn người, ngươi dự định làm sao tìm được cửa vào mà Hoa Ánh Lục nói chứ? Hạ Thiên tiện tay chỉ người dưới đáy giếng, hỏi ông ta không phải là biết sao? Nếu ông ta cái gì cũng không biết thì thế nào? Tô Bối Bối tức giận nói. Bối nha đầu, người hãy tin tưởng vào phán đoán của ta. Hạ Thiên nói, cái gì là Long bà hay Quy bà ngu ngốc, chẳng qua chỉ là khôi lỗi mà thôi. Người này mới là chính phẩm nè. Người dưới đáy giếng nhìn Hạ Thiên, có chút do dự quát, âm la, người đang chơi trò xiếc gì thế? Chỗ này của ta không có thứ gì đáng giá cho ngươi lừa. Ta tên Hạ Thiên. Hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ, không phải âm la dương la gì hết. Hạ Thiên giới thiệu, Tô Bối Bối cũng nói theo, Long bà âm la xác thực đã chết rồi. Nếu không tin, người có thể cảm ứng một chút. Người đáy giếng nghe xong, lập tức nhắm mắt lại thả ra thần trí của mình, quả nhiên không cảm giác được sự tồn tại của Long bà âm la. Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu tanh hôi mà thôi. Đã chết thật rồi, các ngươi rốt cuộc là ai? Người dưới đáy giếng có chút khó tin, tuy nói tư chất của ông ta bình thường, nhưng nói thế nào cũng học được 5-6 phần bản lãnh của bổn tọa. Mấy chục năm nay tung hoành vô địch thủ, tại sao lại thua trong tay ngươi? Một kẻ ngu ngốc, giết thì cũng đã giết, chẳng có gì lớn lao cả. Hạ Thiên khinh thường, bĩu môi nói, còn nữa, mặt hàng này có được 5-6 phần bản lãnh của ngươi, xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt. Người dưới đáy giếng lạnh lùng nói, hừ. Nếu không phải bổn tọa bị vây dưới đáy giếng, chỉ dựa vào câu nói này của ngươi, ngươi đã chết 18 lần rồi. Ngươi cũng bị người ta nhốt dưới đáy giếng này mà còn thổi ra trâu ghê nhỉ. Hạ Thiên cười nói, ngươi chẳng cần mặt mũi gì hết. Người dưới đáy giếng tức đến toàn thân phát run, đứng phát dậy, làm bộ muốn lao ra khỏi đáy giếng. Đáng tiếc, ông ta vừa mới đứng thẳng, đáy giếng và bốn vách tường lập tức xuất hiện hàng ngàn hàng vạn dây leo cuốn lấy ông ta. Bên trong dây leo còn có lôi điện lấp lóe. Số dây leo này chẳng những cuốn lấy ông ta mà còn chui vào dưới lớp da của ông ta, trong thịt, trong khớp xương. A, à, người kia phát ra tiếng gào thét thống khổ, nói với Hạ Thiên, mau cho ta huyết tương, ta muốn huyết tương tươi mới, nhanh lên. Thật ngại quá, ta không có. Hạ Thiên bĩu môi. Tô Bối Bối cau mày, đại khái đoán được cái gì, lạnh lùng nói. Phù điêu nơi này thật ra đều dùng để che giấu thi cốt,
không phải là người bị các ngươi hút hết huyết dịch mà chết chứ? Mau cho ta huyết tương, tốt nhất là âm huyết có hàn khí. Người đáy giếng cực kỳ đau đớn, hoàn toàn không nghe rõ Tổ Bối Bối nói cái gì, chỉ nói, mau đưa máu cho ta, bằng không, ta giết các ngươi. Nếu Long Bà Âm La vẫn còn, nói không chừng sẽ đưa cho ông ta thật. Nhưng Hạ Thiên và Tô Bối Bối đương nhiên sẽ không nuông chiều loại người này, cũng không làm mấy chuyện thương thiên hại lý. Tô Bối Bối lạnh lùng nói, cầu người mà còn phách lối như vậy, người cho rằng ngươi là ai? Gương mặt người dưới đáy giếng tràn ngập sự oán độc, nhưng chưa đến vài giây, ông ta đã mềm xuống, quỳ gối dập đầu khóc lên, ta xin các ngươi cho ta máu, dù chỉ một giọt cũng được. Bổn tọa, không, ta không chịu nổi rồi, ta xin các ngươi. Hạ Thiên vẫn không động đậy. Tô Bối Bối ngược lại động lòng trắc ẩn, do dự nhìn Hạ Thiên. Bối nha đầu, đừng đồng tình với loại ngớ ngẩn đó. Hạ Thiên nhếch miệng, tiện tay chỉ vào người dưới đáy giếng, đồng tình với ông ta chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hai từ đồng tình. Tô Bối Bối có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, người có thể nói ra được triết lý đó sao? Cái đó có gì đâu mà không nói được, Hạ Thiên khoát tay. Tô Bối Bối lại nói, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà nhìn được. Hạ Thiên nói, bối nha đầu, nàng nói vậy là có ý gì? Để hỏi ông ta chứ làm gì? Tô Bối Bối không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, bây giờ còn sống thì không hỏi, chẳng lẽ để người chết rồi mới đi hỏi sao? Vậy nàng hỏi đi, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đối với việc hỏi vấn đề gì, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Tô Bối Bối cũng không do dự. Vọt thẳng đến chỗ người dưới đáy giếng, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi thành thật trả lời, có lẽ ta còn cho ngươi mấy giọt máu để ngươi hồi phục. Thế thì hỏi mau đi. Người đáy giếng cũng không do dự, thúc giục muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh lên. Nếu không, ngươi cho ta một giọt máu trước đi, cho dù là máu đen hay tàn huyết gì cũng được. Bằng không, ta sẽ bị đánh mất thần trí, không trả lời được đâu. Lời còn chưa nói hết. Người đã bắt đầu mềm nhũn như con cừu non. Tô Bối Bối nhìn thấy tình huống này, không khỏi nhìn lướt qua bốn phía, sau đó bốc một giọt tàn huyết đang tán loạn trên mặt đất của Long Bà Âm La. Giọt tàn huyết vừa mới rơi xuống miệng giếng, người kia há miệng đón lấy, phát ra một tiếng vang kỳ quái. Phù! Người dưới đáy giếng thở phào nhẹ nhõm, chợt cau mày, đáng tiếc chỉ có một giọt tàn huyết, chỉ có thể duy trì được nửa nén hương. Nếu không muốn bị tra tấn, vậy thì ngươi hãy mau trả lời vấn đề của ta. Tô Bối Bối lạnh lùng nói. Người đáy giếng đáp lại, ngươi hỏi đi, bổn ta nhất định sẽ thành thật trả lời, tuyệt không hoang ngôn. Vậy thì tốt rồi, Tô Bối Bối dự định hỏi trước mấy vấn đề đơn giản, thử xem ông ta có thành thật như ông ta đã nói hay không, ngươi hãy nói ngươi là ai trước đi. Người dưới đáy giếng cũng không do dự, đáp lại, ta tên Kịch Ngạo. Vốn là con trai tộc trưởng huyết lão tộc của địa tâm thần tộc. Mặc dù không biết lời nói này thực hư như thế nào, nhưng nhìn ông ta nói một cách trôi chảy như vậy, hơn phân nửa có thể là thật. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tô Bối Bối hỏi tiếp, Kịch Ngạo vẫn không hề ngừng lại, nói một cách lưu loát, 50 năm trước, huyết lão tộc chúng ta tham gia cuộc chiến tranh đoạt thần hạch, kết quả thua, tộc nhân chết hơn phân nửa, những người còn lại cũng bị trục xuất khỏi địa tâm. Bởi vì ta là con trai của tộc trưởng, cho nên mới bị giam trong tù lao lôi đằng. Ta muốn biết không phải cái này. Tô Bối Bối lắc đầu, ta hỏi là tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, Kịch Ngạo do dự một hai giây. Tô Bối Bối lạnh lùng nói, ngươi không trả lời cũng được, chúng ta đi đây. Bây giờ ngươi không còn Long Bà Âm La cung cấp nuôi dưỡng, chỉ có thể tự sinh tự diệt ở đây. Ta nói, Kịch Ngạo thở dài. Sau đó bắt đầu thuật lại nguyên nhân, 12 năm trước, có người trên mặt đất xâm nhập thế giới địa tâm. Hắn ta trộm thần hạch bị phát hiện, cũng bị nhốt trong tù lao lôi đằng. Tuy nhiên, hắn ta là một tu tiên giả, che giấu bản lãnh, sau đó một đường giết ra khỏi nhà lao, thả hết người trong nhà lao ra, ta cũng là một người trong số đó. Ngừng lại một hai giây, ông ta nói tiếp, đáng tiếc, ngũ đại thần tộc địa tâm đều tập trung thần hạch của bọn họ cùng một chỗ. Cuối cùng hàng phục được người kia. Ta chạy trốn đến truyền tống đài của gia tộc, định trốn lên mặt đất. Kết quả truyền tống trận vừa mới khởi động, ta đã bị thần lực của thần hạch đuổi kịp. Mặc dù ta thoát khỏi địa tâm nhưng cũng một lần nữa bị vây trong nhà lao, hơn nữa còn bị ngẫu nhiên truyền tống đến đây.
Tô Bối Bối quay sang nhìn Hạ Thiên, người cảm thấy lời của ông ta nói là thật hay giả. Hạ Thiên nói, ta không biết ông ta nói thật hay giả, nhưng ta biết ông ta không có nói dối. Người không biết ông ta nói thật hay giả, làm sao biết ông ta không có nói dối? Tô Bối Bối nghi hoặc hỏi. Bối nha đầu, nàng lại phạm ngu xuẩn rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, cũng không giải thích nhiều, chỉ nhấn mạnh, ta không cần biết ông ta nói thật hay giả cũng có thể biết ông ta có nói dối hay không. Tô Bối Bối suy nghĩ một chút liền biết Hạ Thiên nói vậy là có ý gì. Lúc này, nàng mới hỏi đến trọng điểm, mấy ngày trước, có phải có một nhóm người từ địa tâm đưa đến nơi này không? Tại sao các ngươi lại biết được? Gương mặt kịch ngạo hiện lên sự kinh ngạc, chẳng lẽ là do Âm La tiểu tử nói cho các ngươi biết? Phải mà cũng không phải. Tô Bối Bối thản nhiên đáp, trong đám người từ địa tâm đi lên có một đứa bé gái muốn ám sát Hạ Thiên, có liên quan đến Âm Huyết Thần Sứ, sau đó chúng ta mới tìm đến chỗ của Âm Huyết Thần Sứ, cuối cùng tìm được nơi này. Kịch ngạo thở dài một tiếng, có chút tức giận nói, cái tên ngu ngốc Âm La này, thành sự không có nhưng bại sự thì có thừa. Tô Bối Bối lạnh giọng hỏi, nói đi, ngươi không phải nói mình bị vây trong nhà tù sao? Tại sao lại có thể truyền tống người từ địa tâm lên? Có phải ngươi muốn che giấu cái gì không? Không, thật ra ta chẳng có gì cần phải giấu giếm cả. Kịch ngạo thở ra một hơi, chậm rãi nói, bởi vì lúc đó ta đã khởi động truyền tống trận, người cũng đang trên đường truyền tống, mới bị thần lực khóa chặt, sau đó ngẫu nhiên truyền tống đến nơi này. Mặc dù truyền tống đài đã bị thần tộc khác hủy đi, nhưng vẫn bị thần lực khóa chặt trên người như cũ. Thần lực đó có thể tra tấn ta, nhưng thần trí của ta có thể mượn thần lực một lần nữa trở lại thế giới địa tâm. Tô Bối Bối nghe được một vấn đề mấu chốt, liền hỏi, có thể để thần thức xuống dưới đó sao? Đúng, trừ phi ta trực tiếp từ bỏ cơ thể này. Kịch ngạo lạnh nhạt nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đơn giản chính là muốn biết nếu ta chỉ có thể truyền thần thức xuống, tại sao lại có thể mang được người từ địa tâm lên, đúng không? Tô Bối Bối gật đầu. Rất đơn giản, kịch ngạo đáp, bởi vì bọn họ đi lên cũng chỉ là thần thức mà thôi. Nhục thân là ta bảo Âm La chuẩn bị trước đó, để cam đoan không xuất hiện ý thức bài xích, cho nên chúng ta đều cố ý lựa chọn trẻ em. Ồ, Tô Bối Bối nghe xong, có cảm giác không đúng, nhưng nghĩ kỹ hơn, nàng lại cảm thấy dùng mình, phương pháp này, hẳn các ngươi đã dùng qua rất nhiều lần. Kịch ngạo cũng không né tránh, đương nhiên, mấy chuyện này cực kỳ hung hiểm, cũng không phải lần nào cũng có thể mang ý thức từ địa tâm lên đây, cũng chưa chắc lần nào cũng có thể chuẩn bị nhục thân tương xứng. Tô Bối Bối nghe xong, lông mày cau chặt, ánh mắt hiện lên sát ý, cho nên, thi cốt nơi này chính là những đứa bé bị thí nghiệm thất bại. Chỉ là một số đứa bé phàm nhân mà thôi, chết thì cũng đã chết rồi, có cái gì hiếm lạ chứ? Kịch ngạo kinh thường nói, biểu hiện không hề có chút tình cảm nào, nếu có một ngày tìm được một nhục thân tương xứng với ta, đến lúc đó bổn tọa cũng có thể thoát khỏi nhà lao này, từ đây trời cao biển rộng mặc cho ta ngao du. Toàn bộ mặt đất chắc chắn sẽ trở thành lãnh địa của bổn tọa. Tô Bối Bối lạnh lùng nói, người đúng là một tên ác quỷ không hề có nhân tính chút nào. Nhân tính? Đó là thứ gì? Kịch ngạo hoàn toàn không phật lòng câu nói của Tô Bối Bối, lại còn có chút ngạo nghễ, ta là địa tâm thần tộc, huyết khí của bọn họ có thể kéo dài tính mạng của bốn tọa vốn là vinh quang của bọn họ. Bọn họ chết rồi cũng có thêm mấy phần công đức, ta còn không bắt bọn họ cảm tạ ta nữa mà. Tô Bối Bối nghe xong, không khỏi cảm thấy buồn nôn, liền nói với Hạ Thiên, không cần hỏi nữa, cứ thẳng tay giết chết tên ác quỷ này. Vậy thì giết. Hạ Thiên không quan trọng. Khoan đã, kịch ngạo kinh ngạc nói với Hạ Thiên và Tô Bối Bối, ta đã thành thật trả lời các vấn đề của ngươi, các ngươi hẳn nên tuân thủ lời hứa cứu ta ra khỏi đây chứ. Tô Bối Bối cười lạnh, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường, đầu óc của ngươi đúng là không tốt. Chúng ta hứa cứu ngươi từ lúc nào vậy? Không có sao, kịch ngạo mở to mắt, vô cùng kinh ngạc. Nhưng ông ta vẫn cẩn thận nhớ lại những chuyện vừa rồi. Mấy phút trước, ông ta bị dây leo dày vò đến không chịu được, sau đó khẩn cầu bọn họ cho ông ta một giọt máu để ông ta khôi phục lại. Tô Bối Bối cho ông ta một giọt tàn huyết, điều kiện là ông ta phải thành thật trả lời mấy vấn đề. Ngoại trừ cái này ra, Hạ Thiên và Tô Bối Bối xác thực không có bất kỳ hứa hẹn nào với ông ta. Kịch ngạo suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần các ngươi cứu bổn tọa ra, bổn tọa có thể ban cho các ngươi sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.
Hạ Thiên khinh thường nói, người bị nhốt ở đây, còn có sức mạnh gì nữa chứ? Bổn tọa là địa tâm thần tộc, trời sinh âm huyết, có thần lực riêng. Kịch Ngạo thấy Hạ Thiên dường như không có hứng thú, lập tức khoa trương hơn, ta thấy mặc dù các ngươi cũng có chút bản lãnh nhưng vẫn chỉ là phàm nhân. Chỉ cần các ngươi hấp thu một giọt thần huyết của ta, ta cam đoan các ngươi sẽ trở thành bán thần tộc. Ngươi nhìn Lâm Bắc Thần đi, trước kia cũng chỉ là một tên hòa thượng đầu trọc, nhưng sau khi có được mấy giọt âm huyết của ta, rất nhanh đã thế ép một phương, trở thành thánh tăng chạm tay có thể bỏng. Thậm chí còn trở thành một trong cửu đại thần sứ của thần dụ. Quên đi, Hạ Thiên khinh thường nói, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của ta chứ đừng nói chi đám thần sứ đó. Kịch Ngạo nghe xong, lửa giận tăng lên, ngươi đang sỉ nhục ta, sỉ nhục thần tộc của ta. Ngươi chỉ là một phàm nhân, hoàn toàn không xứng nói lời nói này. Có gan ngươi thả ta ra, chúng ta đấu với nhau, xem ai mới là người lợi hại cuối cùng. Phép khích tướng chẳng có chút muối nào cả. Tô Bối Bối lắc đầu, chỉ có ngu ngốc mới bị ngươi lừa mà thôi. Nói xong, nàng quay sang nhìn Hạ Thiên, ngươi không phải muốn thả ông ta ra, sau đó đánh một trận với ông ta chứ? Đương nhiên là không, Hạ Thiên nhếch miệng, cái tên ngốc này ngay cả tư cách đánh nhau với ta cũng không có. Tô Bối Bối gật đầu, vậy thì được, ngươi đừng có bị lừa, đừng có chỉ cần có người nói muốn đánh với ngươi một trận, ngươi hưng phấn, sau đó thả người ta ra đánh nhau với ngươi. Bối nha đầu, nàng đang vu khống ta. Hạ Thiên khó chịu nói, cho đến bây giờ ta chưa từng làm như vậy. Không có sao, Tô Bối Bối khịt mũi coi thường, tự ngươi biết rõ. Hạ Thiên cũng lười phản bác, chỉ tiện tay đánh Tô Bối Bối một cái. Ngươi làm gì vậy? Tô Bối Bối giống như con mèo bị hoảng sợ, lập tức nhảy dựng lên, nổi giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên, cho dù ngươi muốn đánh cũng phải nhìn trường hợp. Đây là nơi của ngươi sao? Hạ Thiên bày ra vẻ mặt vô tội, bối nha đầu. Nàng nói cái gì thế? Được rồi, ta lười so đo với ngươi. Tô Bối Bối cắn răng, biết nàng có nói sao cũng không nói được rõ ràng với tên lưu manh này, về sau sẽ tìm cơ hội trả thù sau. Kịch Ngạo dưới đáy giếng có chút sốt ruột nói với Hạ Thiên và Tô Bối Bối, hai người các ngươi cân nhắc xong chưa? Cho dù các ngươi không muốn sức mạnh thần tộc, vậy ta còn có đồ vật khác có thể cho các ngươi, ví dụ như bí mật liên quan đến thần tộc, hoặc thần hạch. Im ngay. Lúc này, một tiếng quát lớn cắt ngang lời nói của Kịch Ngạo. Tiếp theo, một sợi dây leo lướt ngang đến, quất thật mạnh vào mặt Kịch Ngạo. Mặc dù Kịch Ngạo đã nghiêng cổ sang, không bị dây leo quất trúng mặt nhưng vai vẫn phải chịu một cái. Là ai? Mau cút ra đây cho bổn tỏa. Kịch Ngạo nổi giận quát lớn, một luồng khí lãng chấn động tứ phương. Ồn ào quá! Một bóng người nhanh chóng xuất hiện. Lại một sợi dây leo quất xuống đáy giếng, câm miệng. Bốp! Lần này chúng ngay miệng Kịch Ngạo. Ngươi dám đánh ta, Kịch Ngạo rơi vào cuồng nộ, nhất thời quên mình đang ở đáy giếng, lập tức xông lên. Đáng tiếc, vừa đến miệng giếng, dây leo quấn trên người lại phát tác, lôi ý lấp lóe. A! Kịch Ngạo kêu thảm một tiếng ngã xuống đáy giếng, cả người một lần nữa rú thảm, máu, cho ta máu, nhanh cho ta máu. Lần này Tô Bối Bối không thèm nhìn. Hạ Thiên lại càng không thèm phản ứng đến ông ta. Tại sao ngươi lại tìm được đến nơi này? Tô Bối Bối nhìn người đến, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc. Người đến tất nhiên là Hoa Ánh Lục. Trước đó, khi Hạ Thiên cùng với Tô Bối Bối dự định đáp máy bay đến Xiêm La, nàng đã từ chối, nói tự có cách để đến. Có cách đến Xiêm La là một chuyện, nhưng có thể trực tiếp tìm được nơi này lại là chuyện khác. Yên tâm đi. Ta không theo dõi các ngươi, cũng không có bản lãnh này. Hoa Ánh Lục cười nhạt, thuận miệng giải thích, ta cũng không phải theo các ngươi đến, mà ta dùng cách của mình để lục soát Quỷ Anh Miếu, sau đó tìm được một dã miếu đã lụi bại ở thành Bắc, trong miếu có một địa đạo, ta thuận theo địa đạo đến nơi này. Dã miếu, Tô Bối Bối sửng sốt, chúng ta từ thiền chùa Kim Cương xuống đây. Hoa Ánh Lục ngạc nhiên, chẳng lẽ nơi này là lòng đất thiền chùa Kim Cương? Đúng. Tô Bối Bối gật đầu. Hoa Ánh Lục lộ ra vẻ chán ghét, thiền chùa Kim Cương rất có danh tiếng ở Xiêm La, có đến mấy vị cao tăng đại đức xuất thân từ ngôi chùa này. Nghĩ không ra lại là nơi ô nạp như thế. À, trong lúc hai người đang trò chuyện, Kịch Ngạo dưới đáy giếng đã không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành huyết thủy dâng lên cuồn cuộn, rất nhanh đã đến bên cạnh giếng.
Ông ta chết rồi sao? Tô Bối Bối kinh ngạc hỏi. Không có, Hoa Ánh Lục lắc đầu, ngưng trọng nói, người địa tâm thần tộc không dễ chết như vậy đâu. Chỉ cần mệnh hồn tinh thạch ngưng kết trên thần hạch không nát, người đó vẫn có thể phục sinh. Tô Bối Bối có chút không hiểu, hình như đã có mấy người thần tộc chết trong tay Hạ Thiên rồi. Hạ Thiên là một ngoại lệ, hắn thật sự quá nghịch thiên, ta cũng không hiểu rõ vì sao. Hoa Ánh Lục lúng túng nói, lại bổ sung một câu, ngoại trừ Hạ Thiên ra, còn ai có thể giết chết thần tộc nữa chứ? Tô Bối Bối suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, tuy nhiên, ta cảm thấy Dạ Ngọc Mị còn có chị họ của ta, hẳn cũng có thể giết chết. Tu tiên giả độ kiếp kỳ dĩ nhiên là có thể rồi. Hoa Ánh Lục lại có cảm giác giống như bị đánh vào mặt, vội vàng nói sang chuyện khác, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Các ngươi đã tìm được lối ra kia chưa? Tô Bối Bối nói, lối ra kia thì không tìm được nhưng ta biết chuyện gì xảy ra. Nàng thuật lại những gì moi được từ miệng Kịch Ngạo, giải thích cho Hoa Ánh Lục nghe qua một lần, mọi chuyện là như thế đấy. Hoa Ánh Lục nghe xong, gật đầu nói, địa tâm thần tộc muốn truyền tống nhục thân và ý thức đến mặt đất phải tiêu hao thần lực không nhỏ, cho nên chỉ có thông đạo do ngũ đại thần tộc hợp lực cùng nhau đánh thông thì mới có thể, những thông đạo còn lại trên cơ bản chỉ có thể truyền tống ý thức. Như vậy cũng hợp lý. Tiếp theo, nàng lại nghĩ đến một vấn đề, tuy nhiên, điều này cũng nói rõ một chuyện. Trong địa tâm thần tộc vẫn tồn tại phản đồ. Bằng không, dựa vào ý thức của một mình ông ta, muốn truyền tống người lên gần như là chuyện không thể nào. Tô Bối Bối cũng nói, bên này khẳng định cũng còn những người khác hỗ trợ. Dựa vào thiền chùa Kim Cương và Long Bà Âm La cũng không làm được. Thế Âm Huyết Thần Sứ thì sao? Hoa Ánh Lục nghĩ đến một chuyện, các người đã tìm được chưa? Tô Bối Bối đáp, chính là trụ trì thiền chùa Kim Cương. Gọi cái gì là Long Bà Âm La, đã bị Hạ Thiên xử lý rồi. Hạ Thiên bỗng nhiên nói, tên ngu ngốc đó không phải Âm Huyết Thần Sứ. Không phải sao, Tô Bối Bối ngẩn cả người, vừa rồi chính ông ta đã thừa nhận mà, ngay cả Kịch Ngạo cũng nói là Long Bà Âm La. Hạ Thiên lười biếng nói, khi chúng ta đến đảo Cuồng Hoan, cái tên lùn kia đã nói qua Âm Huyết Thần Sứ đang đánh chủ ý lên bé ngoan, hơn nữa còn sáng lập ra lão môn gì đó. Nhưng mặc kệ là con heo nào, có leo 8 cái cây cũng không đánh được chủ ý đến bé ngoan. Vấn đề là nằm ở chỗ đó. Tô Bối Bối lấy lại tinh thần, lẩm bẩm, đúng vậy, Long Bà Âm La cũng không cần thiết phải tạo ra lão môn. Thiền chùa Kim Cương cũng đã đủ cho ông ta sử dụng rồi. Huống chi Long Bà Âm La chưa từng rời khỏi Xiêm La, khả năng không thể tiếp xúc gì đến bé ngoan được. Chẳng lẽ Âm Huyết Thần Sứ là một người hoàn toàn khác? Nàng không khỏi rơi vào trầm tư, vì sao Long Bà Âm La lại thừa nhận mình là Âm Huyết Thần Sứ? Ngay cả Kịch Ngạo cũng thừa nhận Long Bà Âm La chính là Âm Huyết Thần Sứ mà. Lúc này, trong không khí vang lên một giọng mỉa mai, không nghĩ ra thì cũng đừng nghĩ, bởi vì các ngươi đều phải chết, cũng không cần lãng phí thời gian ở đây. Tô Bối Bối cả kinh, vội bay sang, tung chân đá về phía phát ra âm thanh. Oanh! Lúc này... Hang động dưới lòng đất lập tức sụp đổ. Một khắc đó đã khiến ba người Hạ Thiên đều bị vùi lấp. Mấy tiếng sau, bản tin buổi sáng của Xiêm La đã thông báo một tin tức. Khoảng 12 giờ đêm qua, thiền chùa Kim Cương của thủ đô đột nhiên xuất hiện sụp đổ cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng những toàn bộ ngôi miếu đều bị sập, ngay cả phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều biến thành một cái hố to sâu không thấy đáy. Cũng may đa số người đều ở tiền viện còn chưa bị sụp đã thoát khỏi tai nạn, nhưng Long Bà Âm La ở thiện phòng hậu viện cùng với giám tự đều được tuyên bố mất tích. Cảnh sát và nhân viên chữa cháy đều đã đến hiện trường tìm kiếm đám người cao tăng Long Bà Âm La. Nguyên nhân sụp đổ cụ thể còn phải đợi kết quả phân tích của chuyên gia. Lúc này, Phú Thương đầu chọc của Trung Phủ mỉm cười khi đọc tin tức này. Hạ Tiên Sinh và Tô Tiểu Thư đến thiền chùa Kim Cương. Bọn họ sẽ không có việc gì chứ. Kim Hương Nguyệt chậm rãi bước vào. Nàng vừa mới dỗ đứa con trai đi ngủ, lúc này bước vào trong đại sảnh, vừa lúc đọc được tin tức này. Bọn họ đương nhiên có chuyện, cũng nhất định sẽ có việc. Gương mặt Phú Thương đầu chọc hiện lên sự mỉa mai, lạnh lùng nói, nếu không, chẳng phải uổng công ta khổ tâm bố cục lâu như vậy à. Kim Hương Nguyệt cau mày, nhất thời không hiểu ý trong lời nói của chồng mình. Chẳng qua nàng cảm thấy tính cách của ông ta không giống như bình thường lắm. Bổn danh của chồng nàng tên là Trung Nghĩa Phong,
tổ tiên di dân đến Xiêm La, trước giờ vẫn kinh doanh đồ cổ, tích lũy ba đời, cuối cùng trở thành một trong những gia tộc nổi danh ở Xiêm La. Khi truyền đến thế hệ Trung Nghĩa Phong, kinh doanh gia tộc đã có chút xuống dốc, lại thêm Trung Nghĩa Phong tin sùng đạo Phật, vì truy cầu cái gì gọi là Phật Pháp, nhiều lần quyên tặng tài sản kếch xù cho chùa chiền to nhỏ, xem như kiếm chút mặt mũi. Kim Hương Nguyệt vốn tưởng rằng gả cho người có tiền, sau đó yên tâm làm phu nhân nhà giàu, kết quả không thể không xuất đầu lộ diện kinh doanh mặt hàng khác. Cũng may thiên phú kinh doanh của nàng không tồi, buôn bán nước hoa rất tốt, mơ hồ còn vượt qua cả kinh doanh đồ cổ của Trung gia ban đầu. Cũng chính vì như thế, địa vị của nàng trong gia đình tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Đừng nhìn Trung Nghĩa Phong phong cao mã đại, bình thường không dám lớn tiếng với Kim Hương Nguyệt chứ đừng nói chi đến việc có sắc mặt không tốt. Nhưng hôm nay, trên người Trung Nghĩa Phong tản ra khí tức rất lạ, khiến Kim Hương Nguyệt vừa cảm thấy lạ lẫm vừa quen thuộc. Lạ lẫm cũng rất dễ hiểu, bởi vì chồng của nàng trong ấn tượng của nàng chưa từng có mặt lạnh lùng và âm lãnh như vậy. Nói đến quen thuộc, Kim Hương Nguyệt lại có chút khó hiểu. Đây là một cảm giác đến từ sâu trong nội tâm của nàng, ngay cả nàng cũng không biết từ đâu mà có, giống như trước đó ông ta đã là người như vậy, nàng không hiểu cũng là chuyện bình thường. Trung Nghĩa Phong nhìn Kim Hương Nguyệt, tất nhiên cũng nhìn ra được sự kinh ngạc và nghi hoặc trong mắt vợ mình, thản nhiên nói, nàng không cần hiểu, chỉ cần dựa theo lời ta nói là được. Chờ ta làm xong chuyện của mình, đến lúc đó nàng sẽ được tự do. Kim Hương Nguyệt nghe xong, lại càng lơ ngơ, rốt cuộc chàng đang nói cái gì vậy? Không có gì, Trung Nghĩa Phong cũng không muốn nói chuyện nhiều, cầm ly rượu đỏ trên bàn, chậm rãi lắc lư thứ chất lỏng màu đỏ trong ly, nhiều lời vô ích, nàng không cần biết. Kim Hương Nguyệt không biết vì sao tính cách của chồng mình lại thay đổi như vậy, nhưng trước mắt xác thực không phải là lúc truy đến cùng, còn có chuyện quan trọng hơn nhất định phải thương lượng. Cái chết của Mario, còn có A Tán Phổ, ta nhất định phải nói rõ với chàng. Kim Hương Nguyệt vén tà váy đằng sau, chậm rãi ngồi xuống ghế salo, còn có chuyện của A Hòa, chúng ta nhất định phải nói chuyện với nhau. Trung Nghĩa Phong thản nhiên đáp lại, có chuyện gì cần nói chứ? Chỉ là hai tên phế vật, chết thì chết thôi. Chàng nói cái gì? Kim Hương Nguyệt kinh ngạc, trên gương mặt tràn ngập sự khó tin, trong nhà chết hai nhân mạng, A Hòa cũng thiếu chút nữa mất mạng, chàng lại cảm thấy không quan trọng. Không phải sao, thái độ Trung Nghĩa Phong vẫn dửng dưng như cũ, chẳng lẽ nàng muốn ta báo cảnh sát? Sau đó để cảnh sát đến điều tra, chuyện xấu tương tàn trong gia tộc truyền ra ngoài. Kim Hương Nguyệt cau mày, cảm nhận được một sự khó chịu mãnh liệt, Mario nói thế nào cũng là con trai vợ trước của chàng, A Tán Phổ càng là cao tăng nổi tiếng trong nước. Bọn họ chết trong nhà chúng ta, nếu không chuẩn bị trước, chỉ sợ phiền phức sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trung Nghĩa Phong không tin, ta đã nói rồi, hai tên phế vật thôi mà, không cần để ý. Chàng Kim Hương Nguyệt ngạc nhiên, nói tiếp, vậy con trai A Hòa chúng ta, chẳng lẽ chàng cũng không thèm để ý? Thế thì khác, khóe miệng Trung Nghĩa Phong nhếch lên, xoa cái đầu chọc của mình, A Hòa là kết tinh hoàn mỹ mà ta khổ tâm nhiều năm mới dưng dục ra được. Nó không thể có chuyện gì được. Kim Hương Nguyệt nghe chồng mình miêu tả, nghe sao vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn hiểu được đối phương cực kỳ để ý đến A Hòa. Im lặng vài giây, Kim Hương Nguyệt nói, ta không biết bây giờ chàng phạm phải mau bệnh gì, cũng lười quan tâm, ta muốn nói Hạ Thiên đã chữa được bệnh của A Hòa, chàng không cần mời cao tăng đại đức gì đến niệm Phật nữa. Cái gì? Trung Nghĩa Phong đột nhiên bóp nát ly rượu trong tay, đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Kim Hương Nguyệt, nàng vừa nói cái gì? Ta nói bệnh của A Hòa đã được Hạ Tiên sinh chữa khỏi. Kim Hương Nguyệt sửng sốt, không hiểu tại sao chồng mình lại có phản ứng lớn đến vậy. Bốp! Trung Nghĩa Phong vung tay cho Kim Hương Nguyệt một bạt tai, quát lớn, tiện nhân ngươi, ai cho phép ngươi để Hạ Thiên chữa bệnh cho A Hòa? Cái tát này, lực đạo rất lớn, đánh mặt Kim Hương Nguyệt sưng lên, thậm chí còn gãy hai cái răng. Ngươi dám đánh ta? Kim Hương Nguyệt kinh ngạc không hiểu, mất mấy giây mới từ trong choáng váng tỉnh lại. Cơn giận xông lên tận não, có ngon người đánh ta nữa thử xem. Bốp, bốp, cơn giận Trung Nghĩa Phong khó tiêu, vung tay tát cho Kim Hương Nguyệt hai bạt tai, nếu ngươi làm hỏng việc của ta, ta chẳng những đánh ngươi mà còn giết luôn tiện nhân ngươi. Không đợi Kim Hương Nguyệt phản ứng, ông ta đã xông ra ngoài cửa hô to, lão bá, mau mang thiếu gia lại cho ta.
đừng gọi nữa, lão quản gia, còn có một số bảo tiêu đều bị thương. Ta đã đưa bọn họ đến bệnh viện rồi. Lúc này, Kim Hương Nguyệt cũng không làm loạn nữa, bình tĩnh nhặt răng gãy trên mặt đất lên, nhẹ giọng gọi, A Sai, ngươi vào đây một chút. Chỉ thấy một nam nhân có vẻ già dặn chậm rãi bước vào, phu nhân, người có chuyện gì cứ việc dặn dò. Ngươi là ai, vì sao lại ở trong nhà của ta? Trung Nghĩa Phong ngăn cản A Sai tiến lên. A Sai hơi khom người, vô cùng cung kính trả lời, ta tên A Sai, là Kim phu nhân mời đến tạm thời tiếp nhận công việc của lão quản gia. Hắn ta do đồng hương của ta giới thiệu đến. Kim Hương Nguyệt bình tĩnh nói, ngươi có ý kiến gì? Trung Nghĩa Phong hừ một tiếng, chỉ vào A Sai, bây giờ ngươi ôm A Hòa đến cho ta. Vâng, lão gia, A Sai cung kính rời đi. Một lát sau, hắn ta ôm A Hòa đang ngủ quay lại. Sao? Trung Nghĩa Phong nhìn chằm chằm vào A Hòa, phát hiện sắc mặt cậu bé hồng nhuận, khí tức kéo dài, ngủ vô cùng ngon, hoàn toàn không giống dáng vẻ bệnh tật do ốm đau trước đó. Hòa thiếu gia vừa lên giường là ngủ ngay, ngủ rất ngon, vừa ngủ, A Sai giải thích với Trung Nghĩa Phong. Mẹ nó! Trung Nghĩa Phong đánh một quyền vào mặt A Sai, câm miệng cho lão tử. Lão gia, ngài muốn làm gì? A Sai chỉ nghiêng đầu một cái đã tránh được nắm đấm, thể chất ta yếu ớt, không chịu được một quyền này của ngươi đâu. Ngài có gì bất mãn với ta, ngài có thể nói thẳng, ta sẽ sửa đổi. Trung Nghĩa Phong đột nhiên đá ra một cước đạp trúng A Sai, một tay ôm lấy A Hòa, tay còn lại móc một kim châm đâm thẳng vào mi tâm A Hòa. Bành! A Sai lách mình trở về, bay lên một cước đá vào ngực Trung Nghĩa Phong, đá bay ông ta 7-8 mét, đứa bé đang ôm trong ngực cũng rớt xuống. Kim Hương Nguyệt vội vàng tiếp lấy con trai của mình, nhẹ giọng thủ thỉ, A Hòa ngoan, không có việc gì đâu, con ngủ tiếp đi. Không đúng, các ngươi có vấn đề. Trung Nghĩa Phong biến sắc, ánh mắt tràn ngập vẻ âm tàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm A Sai, ngươi tuyệt đối cũng chẳng phải quản gia gì cả. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là A Sai, là sát thủ. A Sai tươi cười nói, trước kia, tôn phu nhân đã mời ta đến làm hòa thượng thế thân cho A Hòa, thật ra trước đó chúng ta cũng đã gặp nhau, chỉ là ngươi không nhớ rõ mà thôi. Trung Nghĩa Phong lạnh lùng nhìn Kim Hương Nguyệt, tiện nhân ngươi đúng là thành sự không có, bại sự có thừa. Ngươi nói thành sự gì, bại sự gì? Sắc mặt Kim Hương Nguyệt cũng trầm xuống, quát lớn, A Hòa khỏi bệnh rồi, hình như ngươi không được cao hứng thì phải. Ta muốn biết vì sao, là ngươi không còn nhân tính hay là bệnh của A Hòa là do ngươi tạo ra? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Gương mặt Trung Nghĩa Phong trở nên hung dữ, ánh mắt hung lệ không chút nào che đậy phóng ra ngoài, ta mới là gia chủ Trung gia, nơi này do ta quyết định, ngươi không có tư cách sủa loạn ở đây. Óc của ngươi văng ra như nước mũi vậy, sao không thanh tỉnh lại cho ta? Kim Hương Nguyệt lạnh lùng nói, hiện tại ta đang rất tỉnh. Tỉnh một cách trước nay chưa từng có, hơn nữa còn nhìn rõ diện mạo thật của ngươi. Diện mạo thật của ta, Trung Nghĩa Phong nghe xong, không khỏi cười nhạo, không, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy rõ, ngươi ngay cả chính ngươi là ai ngươi cũng không biết. Kim Hương Nguyệt thản nhiên nói, vậy ngươi nói đi, ta là ai? Ngươi là, Trung Nghĩa Phong há miệng định nói cái gì đó, đột nhiên phát hiện không ổn, kinh ngạc nói, ngươi không phải nàng ta. Không đúng. Ngươi, vẫn không đúng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi lại? Ông ta nói năng lộn xộn, tin tức gì cũng không biểu đạt ra được. Để ta thay ngươi nói. Biểu hiện của Kim Hương Nguyệt khá bình tĩnh, giọng điệu cũng bình thản không kém. Mấy năm trước, khi chúng ta gặp nhau, ngươi đã hạ hàng đầu với ta, khiến cho ta yêu ngươi, đem tất cả tài sản của mình giao cho ngươi. Về sau, chúng ta kết hôn sinh con, tất cả chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cho đến khi con chúng ta ra đời. Thể chất của nó rất đặc biệt, người muốn mượn cơ thể của thằng bé đạt được mục đích không thể cho ai biết, đó chính là vĩnh sinh, phải không? Ngươi đã biết, Trung Nghĩa Phong kinh ngạc nói, không thể nào. Làm sao ngươi có thể biết được, hàng đầu của ngươi còn chưa được giải mà. A Sai lắc đầu, mỉa mai, ngươi đúng là ngu xuẩn, sư huynh Hạ Thiên của ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ, trên thế giới này không có bệnh gì mà hắn không chữa được. Chỉ là hàng đầu, còn không phải việc rất nhỏ sao? Đúng vậy, thật ra khi Hạ Tiên Sinh chữa bệnh cho A Hòa, đã thuận tay giải luôn hàng đầu cho ta. Gương mặt xinh đẹp của Kim Hương Nguyệt lạnh lại,
những gì mà ngươi đã làm với ta, ta đều nhớ hết. Về sau ta đã hỏi lão quản gia, cùng với những lão bộc khác trong nhà, dần dần tìm hiểu được Trung gia các ngươi vẫn luôn có truyền thống nuôi tiểu quỷ, hơn nữa còn tế luyện cốt nhục thân sinh của mình, dùng nó để đạt được cái gọi là trường sinh bất tử. Tổ phụ của ngươi rõ ràng sinh 6 người con trai, nhưng đến cuối cùng chỉ có cha của ngươi là còn sống. Tương tự, cha của ngươi sinh 5 người con trai, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có mình ngươi là còn sống. Kim Hương Nguyệt chậm rãi nói, ngươi và vợ trước của ngươi sinh được Mario, về sau ngươi ly hôn với nàng ấy, rồi kết hôn với ta, sinh ra A Hòa. Khi A Hòa vừa ra đời, rõ ràng rất khỏe mạnh, nhưng từ khi vào dinh thự này ở, lập tức sinh bệnh, có khám bao nhiêu danh y cũng vô dụng. Ta đã sớm muốn đến Giang Hải tìm hạ thần y nhưng ngươi vẫn không đồng ý, thậm chí còn bỏ ra rất nhiều tiền tìm pháp sư. Khi đó ta đã hoài nghi nhưng ta không tin ngươi ngay cả đứa con trai ruột của mình cũng hại. Kim Hương Nguyệt càng nói càng kích động, chỉ vào Trung Nghĩa Phong mà mắng, ngươi đúng là súc sinh, ngay cả chó cũng không bằng. Ha ha, nếu ngươi đã biết, vậy thì tốt. Sau khi nghe xong, Trung Nghĩa Phong mỉm cười, vẻ mặt chẳng ra làm sao, như vậy đi, các ngươi giao A Hòa cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. A Sai nói, ngươi nên lo cho sinh mệnh của ngươi trước đi. Ngươi vọng tưởng, Kim Hương Nguyệt quả quyết từ chối, ta không có khả năng đưa A Hòa cho ngươi, ta còn phải tiễn ngươi xuống địa ngục. Trung Nghĩa Phong khinh thường nói, chỉ dựa vào hai người các ngươi còn không phải đối thủ của ta. Có phải đối thủ hay không, phải thử qua mới biết. A Sai cũng không che giấu, giữ ngón tay sáng lên một luồng hàn mang, lập tức thả người lướt về phía Trung Nghĩa Phong. Không biết tự lượng sức mình, Trung Nghĩa Phong cười nhạo, đứng im không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng nhấc chân, đột nhiên phát lực giống như trọng chùy đạp về phía hông trái A Sai. Nửa giây sau, A Sai gánh chịu một cước. Phốc, A Sai phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Mau đưa A Hòa cho ta. Trung Nghĩa Phong thu hồi sự mỉa mai trên gương mặt, chậm rãi bước đến trước mặt Kim Hương Nguyệt, nể tình vợ chồng mấy năm nay, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Kim Hương Nguyệt lạnh lùng nói, ta và ngươi có tình nghĩa vợ chồng cái dám đấy. Nếu không phải ngươi hạ hàng đầu với ta, làm sao có chuyện ta để ý ngươi? Đừng nói như vậy, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Trung Nghĩa Phong thản nhiên nói, dù sao chúng ta đã làm vợ chồng mấy năm nay, ngươi cũng biết ta dài ngắn như thế nào, ta cũng hiểu ngươi sâu cạn ra sao, còn từng có thời gian thân mật. Bây giờ nàng huyên náo đến khó coi như vậy, cần gì chứ? Ngươi nói khiến ta buồn nôn quá. Ánh mắt Kim Hương Nguyệt hiện lên sự oán độc, ôm chặt lấy con của mình. A Hòa là mệnh của ta, ta tuyệt không cho phép ngươi hại nó. Tính nhẫn nại của Trung Nghĩa Phong rất nhanh hết sạch, lạnh lùng nói, ngươi vốn là người thông minh, cho nên ngươi đừng nên làm ra chuyện ngu xuẩn. Ta muốn làm gì, từ xưa đến nay chưa từng có ai ngăn cản được. Hạ Thiên có danh xưng đệ nhất thiên hạ còn không phải trúng kế của ta mệnh táng thiền chùa Kim Cương sao? Chẳng lẽ các ngươi còn lợi hại hơn so với hắn? Kim Hương Nguyệt bỗng nhiên móc một quả lựu đạn từ trong ngực ra, ngón tay chồng vào khóa kéo, cho dù ta tự vận với A Hòa, ta cũng không để ngươi gây tai họa cho hắn. Bốp! Trung Nghĩa Phong biến sắc, tay phải bỗng dưng hóa thành huyết ảnh đấm thẳng vào mặt Kim Hương Nguyệt, đánh bay nàng ra ngoài, đồng thời A Hòa được huyết ảnh tiếp nhận. Thân hình Kim Hương Nguyệt bị tơ máu quấn thành lưới đứng im trên mặt đất, không thể động đậy. Hừ, nếu không phải ta cần ở lại thêm một lát để khởi động đại trận chuyển sinh, còn cần máu của ngươi làm kíp nổ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Kim Hương Nguyệt nghe xong, lòng đau như cắt, nghiêm túc quát lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta là ai? Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết. Trung Nghĩa Phong cười ha hả nhìn Kim Hương Nguyệt, bổn tọa chính là âm huyết thần sứ của thần dụ, bổn danh Kịch Lão. Chính là một trong địa tâm thần tộc, tộc trưởng đương nhiệm huyết lão tộc, chỉ vì một số nguyên nhân đặc biệt, thực lực của ta vẫn chưa được khôi phục, đành phải đóng vai thành phàm nhân. Chỉ khi nào ta tìm được một nữ nhân có thể chất âm khí, sinh ra một đứa bé cực âm, mượn cơ thể đứa bé đó làm thành ma đồng phụ thân, như vậy ta mới có thể khôi phục lại âm huyết bên trong cơ thể, từ đó thống nhất mặt đất và thế giới địa tâm, thành tựu đại nghiệp to lớn. Kim Hương Nguyệt chỉ cảm thấy những lời này cực kỳ ngây thơ, nhịn không được liền giễu cợt, ngươi đúng là một tên điên.
Trung Nghĩa Phong vừa cười vừa dùng huyết dịch vẽ một trận pháp phức tạp trên mặt đất, cười nói, thật ra ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì người mà ta chọn chúng ban đầu không phải ngươi, ngươi còn chưa xứng. Tuy nhiên, tuổi tác của người được chọn quá nhỏ, hơn nữa hành tung khó tìm, lãng phí của ta không ít thời gian. Sau khi gặp được ngươi, ta liền hạ quyết tâm, biến ngươi thành nhân tuyển dự bị. Không nghĩ đến, nhân tuyển dự bị như ngươi lại sinh cho ta một ma đồng hoàn mỹ. Sau khi vẽ xong trận pháp, Trung Nghĩa Phong đặt A Hòa vào chính giữa trận pháp. Sau đó, ông ta chậm rãi bước đến trước mặt Kim Hương Nguyệt, nâng cằm của nàng lên, thật ra, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ có ngươi, ở trên máy bay, ta sẽ không nhịn được sự tức giận đối với Hạ Thiên. Cũng bởi vì ngươi bảo ta xuống máy bay, hắn mới không khám phá được ngụy trang của ta. Kim Hương Nguyệt chỉ oán hận nhìn chằm chằm Trung Nghĩa Phong, cũng không nói câu nào. Được rồi, ngươi nghe không hiểu đâu, ngươi chỉ là một công cụ mà thôi. Trung Nghĩa Phong thở dài, rạch ngón tay của Kim Hương Nguyệt, nhỏ ra một giọt máu vào mi tâm của A Hòa bên trong trận pháp. Kim Hương Nguyệt căm hận nói, A Hòa là con trai của ngươi, chỉ cần bây giờ ngươi thu tay, tỉnh ngộ lại, ta có thể cầu tình cho ngươi. Đúng là ngu đến hết thuốc chữa. Trung Nghĩa Phong lắc đầu, ngươi chỉ cần nhìn xem là được. Chờ ta chuyển sinh thành công, máu của ngươi cũng đã chảy hết. Kim Hương Nguyệt nói, ngươi cảm thấy tính toán của mình thiên y vô phùng sao? Ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói. Trung Nghĩa Phong lười lắng nghe, mặc dù Kim Hương Nguyệt không ngừng lải nhải, ông ta vẫn dùng máu của nàng vẽ một vòng dọc theo trận pháp, nối đến chỗ ngồi của mình và A Hòa, bóp một thủ ấn kỳ quái, ban đầu, nể tình vợ chồng, ta lưu ngươi một mạng cũng không phải là không được. Nhưng ngươi lại để Hạ Thiên chữa khỏi hàn khí trong người A Hòa, khiến cho tỷ lệ thành công của ta bị giảm 1-2 thành, cho nên ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Dùng huyết tế sinh, thiên đạo vô ngân. Hàn âm vô tận, nghe hiệu lệnh của ta. Trung Nghĩa Phong miệng lẩm bẩm, cơ thể dần dần có chút mơ hồ, huyết khí từ thiên linh cái xông ra, nhuộm toàn bộ gian phòng thành một màu đỏ. Thu tay lại đi, Kim Hương Nguyệt nhìn thấy, giống lên một câu cuối cùng. Buông tha A Hòa cũng như buông tha cho chính ngươi. Bằng không, ngươi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trung Nghĩa Phong tức giận không thôi, ngưng tụ một giọt máu nhỏ, bắn về phía Kim Hương Nguyệt, muốn chết. Bốp! Giọt máu bắn ra, gần như xuyên thủng một mặt tường. Tuy nhiên, Kim Hương Nguyệt vẫn bình yên vô sự. Ngươi muốn chết là ngươi mới đúng. Một bóng người lười biếng từ lỗ thủng bước ra, gương mặt hiện lên sự khinh miệt. Còn tưởng rằng ngươi có thể bày ra được trò gì hay, kết quả chỉ có bấy nhiêu. Ngươi, ngươi! Trung Nghĩa Phong nhìn người đến, trong mắt như muốn lồi ra, ngươi nên chết rồi mới đúng chứ, tại sao lại còn sống? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ngươi đến đương nhiên là Hạ Thiên. Hắn bĩu môi nói, ngươi thật sự cho rằng chút mánh khóe này của ngươi có thể giết được ta sao? Kịch ngạo đâu, tên phế vật này, Trung Nghĩa Phong nhìn không được quát lớn. Với một thân âm huyết của hắn ta, nếu nổ tung, cho dù là thiên tiên hàng thế cũng sẽ bị nổ chết. Cho dù nổ không chết các ngươi, cũng đưa các ngươi xuống địa tâm mới đúng chứ, tại sao ngươi có thể quay về được? Này, người mà ngươi muốn tìm ở đây này. Một bóng người bị ném vào, lăn trên mặt đất vài vòng, đến chỗ Trung Nghĩa Phong thì ngừng lại. Đại ca, cứu, cứu ta. Người đến dĩ nhiên là Kịch Ngạo, tuy nhiên, cơ thể đã không còn trọn vẹn. Chuẩn bị hấp hối. Tiếp theo, Tô Bối Bối bước đến, phủi tay, bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, về sau, mấy chuyện này ngươi làm đi, đừng bắt ta mang theo thi thể như vậy, đồ lưu manh. Kế hoạch của ta rõ ràng thiên y vô phùng, không có khả năng có người nhìn rõ, cũng tuyệt đối không có khả năng có người phá giải. Tinh thần Trung Nghĩa Phong run lên, nói với Kịch Ngạo, trừ phi ngươi bán đứng ta. Dưới sự phẫn nộ, ông ta đặt tay lên trán Kịch Ngạo, hấp thu toàn bộ khí huyết còn sót lại bên trong cơ thể. Kịch Ngạo không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân biến thành xương khô, hoàn toàn mất đi ý thức, không còn khả năng phục sinh. Tô Bối Bối cau mày, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, vì đạt được mục đích của mình, mặc kệ là vợ hay là con trai, hay là huynh đệ đều có thể giết, đúng là một tên xúc sinh vô tình vô nghĩa không còn nhân tính. Ngươi đừng nói đại nghĩa một cách nghiêm túc như thế. Trung Nghĩa Phong nhanh chóng tiêu hóa sạch sẽ khí huyết của Kịch Ngạo, mũi thở ra một luồng khí, lạnh lùng nói, tu vi hai người các ngươi không thấp,
trong đó nhất định cũng đã giết không ít người, đoạt lấy không biết bao nhiêu tài nguyên, nhiễm huyết tinh một chút cũng không ít hơn so với ta. Ngươi sai rồi, Tô Bối Bối cười nhạo, chỉ vào Hạ Thiên, ta hoàn toàn không có tu hành, sở dĩ ta có được tu vi hiện tại là dựa vào hắn. Hừ, tùy ngươi muốn nói sao thì nói. Trung Nghĩa Phong hiển nhiên không tin, tu hành là làm trái thiên đạo. Trường sinh bất tử lại càng là chuyện nghịch thiên. Thế giới này không tồn tại phương pháp không trải qua huyết tinh thì có thể thu hoạch được tu vi. Muốn mạnh lên, nhất định phải hiến tế hết thảy. Tổ tông của ta chính là như vậy mới có thể khinh thường bát phương ở thế giới địa tâm. Hạ Thiên bĩu môi, chỉ có thể nói tầm mắt của ngươi không được rồi. Phương pháp tu hành, hàng ngàn hàng vạn, hoàn toàn không cần hiến tế bất cứ vật gì. Cho nên mới nói tổ tông các ngươi ngu xuẩn muốn chết. Tổ Bối Bối cũng vô pháp tán đồng quan điểm của Trung Nghĩa Phong, bọn họ hiến tế còn không phải bị diệt tộc sao. Cuối cùng hình như chỉ còn lại hai huynh đệ các ngươi, huynh đệ của ngươi bị giết rồi, chỉ còn lại một mình ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói, không, không chừa một mống mới đúng. Đối với Hạ Thiên, Trung Nghĩa Phong khịt mũi coi thường. Cho nên, các ngươi cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân. Cho dù là tu tiên giả, cơ thể vẫn là phàm nhân như cũ. Trung Nghĩa Phong chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên và Tô Bối Bối, nếu là phàm nhân, lúc nào cũng có thể chết, mà ta là thần tộc, sẽ không bao giờ chết. Đừng có rát vàng lên mặt mình, Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nói, các ngươi cũng chẳng phải thần tộc, hoàn toàn không khác gì người bình thường, bị giết cũng sẽ chết. Trung Nghĩa Phong nhất thời không chịu được những lời nói đó, không khỏi nổi giận đánh giấm. Địa tâm thần tộc chính là tiên thần có nguồn gốc từ thời đại thần thoại, vốn có thể trường sinh bất tử, nhưng bởi vì linh khí trái đất quá mỏng manh mới bị thoái hóa. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến cho địa tâm thần tộc trở lại mặt đất, dẫn dắt hết thảy mọi người tiến vào thời đại thần thoại mới. Tô Bối Bối tức giận nói một câu, người mở ra thời đại phần mộ ngươi thì có. Quả nhiên là một đám phàm nhân, không thể nào hiểu được kế hoạch sự nghiệp to lớn của bổn tọa. Mặt Trung Nghĩa Phong trầm như nước, lạnh lùng nói, tuy nhiên, nếu các ngươi không chết, huyết khí các ngươi có thể bổ sung cho ma đồng. Hạ Thiên lười biếng nói, đừng có nói nhảm nữa, có tuyệt chiêu thì dùng tuyệt chiêu, có thần thông thì dùng thần thông. Ta cho ngươi một phút, qua rồi, ngươi không còn cơ hội nữa. Tổ Bối Bối nói, còn nữa, ngươi mau trả đứa bé kia lại đây. Dù sao trận pháp của ngươi đã vô dụng, cần chi phải tốn một cái mạng, nói như thế nào cậu bé cũng là con trai ruột của ngươi mà. Hạ Thiên tùy ý nói, ngươi đừng hòng dùng mệnh của đứa bé đó để uy hiếp ta. Làm thế chẳng những không có tác dụng gì, lại càng làm cho ngươi chết thảm hơn. Đúng là không biết mùi vị, khóe miệng Trung Nghĩa Phong hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, các ngươi đúng là không nhìn thấy rõ thế cục, cho rằng các ngươi đang nắm chắc phần thắng. Nói cho các ngươi biết, ngay từ lúc bắt đầu, bổn tọa đã chuẩn bị xong hai tay. Nếu các ngươi trốn về Giang Hải, yên lặng làm phú hào của các ngươi, có lẽ các ngươi còn có thể may mắn sống sót. Ánh mắt ông ta bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, đáng tiếc, thiên đường có lối các ngươi lại không đi, địa ngục không cửa các ngươi nhất định xông vào, đây là do các ngươi tự tìm. Nếu ngươi muốn gọi đám thuộc hạ của mình đến, thế thì không cần. Tô Bối Bối thuận miệng nói, vậy ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ nữa. Bọn họ đã sớm bị ta chế phục rồi. Sau khi cùng với Hạ Thiên thoát hiểm, nàng lặng lẽ lẻn vào trung phủ. Tô Bối Bối phát hiện người hầu nơi này đều bị khống chế, thế là nàng tiện tay đánh ngất xỉu đám người hầu đó, còn bảo sát thủ A Sai trói bọn họ lại. Ha ha, đám phế vật đó trong mắt ta chỉ là thứ hao tiền tốn của mà thôi. Trung Nghĩa Phong khinh thường nói, bỗng nhiên đưa tay lên, đánh ra hai giọt huyết tương, phá thủng trần nhà, trực chỉ Vân Tiêu, biến thành một chùm pháo hoa màu đỏ. Bên ngoài, nắng sớm đã bắt đầu xuất hiện. Một lát sau, trên bầu trời xuất hiện mấy điểm sáng, từ xa dần dần đến gần. Một giây sau, những điểm sáng này xuất hiện bên trên nhà. Thì ra, những điểm sáng này là 7-8 bóng người, trong đó có 3 người rơi xuống phòng, 4 người còn lại đứng 4 góc gian phòng. Trung đầu chọc, người gọi chúng ta đến có chuyện gì không? Một thiếu phụ mặc váy dài bất mãn quát. Một nam nhân đeo khoen mũi màu xanh nói, không phải chứ? Trung lão ca. Chỉ có hai người kia mà cũng cần chúng ta ra tay sao? Xem ra ngươi làm phàm nhân đã lâu,
đã đánh mất nhuệ khí rồi. Một nam nhân trung niên tráng kiện như gấu cũng không nhịn được mà cười nhạo. Xấu hầu tử, kinh phu nhân, hùng đại nhân, còn có hộ pháp tứ phương, các ngươi đến muộn rồi. Trung Nghĩa Phong cũng không giải thích với bọn họ, các ngươi nói đùa thì được, nhưng cũng đừng nên quá mức. Nếu không, các ngươi đừng trách bổn tọa trở mặt, bây giờ không phải là lúc nói nhảm những thứ đó. Tiếp theo, ông ta chỉ tay vào Hạ Thiên, nói với ba người kia, người này chính là Hạ Thiên đại danh đỉnh đỉnh, các ngươi không phải đã sớm muốn chiến một trận với hắn sao? Hôm nay vừa lúc thỏa mãn mong muốn của các ngươi đấy. Hắn chính là Hạ Thiên. Thiếu phụ mặc váy dài nháy mắt, sau đó nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nhìn không giống chút nào, hoàn toàn không có khí thế. Ta còn tưởng rằng ảnh chụp cố ý dìm hắn, nghĩ không ra người thật cũng bình thường như vậy. Để ta xem thử. Nam nhân đeo khoen mũi đến gần Hạ Thiên, bắt đầu đánh giá, đúng là không có gì lạ. Bộ dạng như vậy mà cũng xứng tự xưng là đệ nhất thiên hạ. Bốp! Hạ Thiên vung trưởng đánh qua, quất bay nam nhân đeo khoen mũi đến mấy chục mét, không rõ sống chết. Ngươi làm gì vậy? Nam nhân nhìn giống gấu nổi giận, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, ngươi đúng là không nói rõ võ đức, trực tiếp ra tay đánh lén như thế. Đánh lén, ngươi nói nghe buồn cười nhỉ? Tô Bối Bối lên tiếng, Hạ Thiên đánh hắn ta một cách chính diện, chỉ là hắn ta không phản ứng kịp mà thôi. Nếu ánh mắt không tốt, ta đề nghị ngươi nên đi trị một chút, hoặc mua sản phẩm làm sáng mắt của tập đoàn thần y để uống. Hạ Thiên viết đơn thuốc, cam đoan hữu hiệu. Ta phiền nhất chính là loại người quái dị giống như ngươi, đã khó coi mà còn ngu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút không thoải mái nói, vừa có lông xanh vừa giống rùa đen, không đánh hắn ta thì thật sự có lỗi với hắn ta. Thiếu nữ váy dài lập tức che miệng cười the thé, ha ha ha, tính tình này đúng là giống trong lời đồn đã miêu tả. Này, xấu hầu tử, đừng đùa nữa. Trung Nghĩa Phong nhìn nam nhân đeo khoen mũi nằm dưới đất đằng xa, có chút bất mãn gọi một tiếng, ta bảo ngươi đến làm chính sự, chứ không phải để chơi mấy trò chơi kiểu như vậy. Nam nhân đeo khoen mũi cũng không trả lời. Chỉ một bàn tay, hoàn toàn không thể gây thương tổn được cho ngươi. Hùng đại nhân cũng tức giận, mau cút ra đây. Nam nhân đeo khoen mũi vẫn không trả lời, vẫn nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Lông mày Trung Nghĩa Phong không khỏi cau lại, bất mãn trong lòng càng lúc càng nhiều. Nam nhân đeo khoen mũi bình thường rất thích nói đùa, chơi là chơi không có điểm dừng. Mấy tiết mục giả chết như thế này, mỗi lần đại chiến hắn ta đều sử dụng, lại còn làm không biết mệt. Chỉ là trước tình thế nghiêm trọng như bây giờ, hắn ta còn chơi trò hề này thì có chút không phân biệt trường hợp. Này, xấu hầu tử, Trung Nghĩa Phong giận tím mặt, giống to, đừng có giả bộ chết nữa. Ngươi coi bổn tọa là bùn nặn sao? Hạ Thiên mỉm cười nói, đừng gọi nữa, tên ngốc đó chết rồi. Ta đối với mấy kẻ quái dị từ trước đến nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Bình thường đều là một bàn tay trực tiếp đánh chết. Chết, chết rồi, không thể nào. Gương mặt thiếu phụ váy dài lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không tin tưởng cho lắm, xấu hầu tử nổi tiếng có lực sinh mệnh ương ngạnh. Trước kia, hắn ta bị một thần sứ bắt lấy, hành hạ mấy năm. Thậm chí lột da đánh gãy xương, cuối cùng vẫn bình yên không có việc gì. Tại sao bây giờ hắn ta có thể chết dưới một bạt tai của ngươi? Hồi âm huyết thần sứ, hắn ta đích thật chết rồi. Ngoài viện, một hộ pháp đứng gần nam nhân đeo khoen mũi nhất tiến đến dò xét hơi thở, sau đó trả lời Trung Nghĩa Phong. Nghe xong, thiếu phụ váy dài và hùng đại nhân đều biến sắc. Lúc này, bọn họ mới thật sự cảm nhận được sự cường đại của Hạ Thiên. Chỉ một bàn tay nhưng đã đánh chết cao thủ thực lực ngang với bọn họ. Quá kinh khủng. Hừ, em trai của ta cũng chết trên tay hắn, các ngươi còn dám khinh thường hắn, đúng là muốn chết. Mặc dù biểu hiện của Trung Nghĩa Phong ngưng trọng nhưng cũng không khiếp đảm, lạnh lùng nói, cho nên, các ngươi mau thu lại suy nghĩ khinh thường của mình đi. Đối phó hắn, nhất định vừa ra tay là phải toàn lực. Bằng không, người chết chính là chúng ta. Vậy thì tới đi. Thiếu phụ váy dài lập tức lấy một thứ từ trong ngực ra, ném vào không trung, trong nháy mắt biến thành một tấm vải lớn, bao trùm toàn bộ sơn trang. Vừa lúc bốn phía đều có hộ pháp trông coi, hiển nhiên muốn vừa giết Hạ Thiên vừa đồng thời phòng ngừa người bên ngoài chú ý. Đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là sáng tạo một hoàn cảnh thuận lợi để bọn họ vận chuyển.
Cái lồng này có chút gì đó là lạ. Tô Bối Bối nhìn thấy tấm màn bắt đầu hiện lên quang trạch màu đỏ. Hạ Thiên nhìn chằm chằm thiếu phụ váy dài, gật đầu nói, đúng là không thích hợp. Với dáng người của nàng ta, sẽ không cần che đậy lớn như vậy. Ngươi, đúng là đồ lưu manh. Tô Bối Bối bó tay, đến lúc nào rồi mà đầu óc của ngươi còn nghĩ đến mấy chuyện đó chứ? Hạ Thiên ngạc nhiên hỏi, bối nha đầu, không phải tại nàng nói trước sao? Ta nói chính là tấm vải trên đỉnh đầu kia. Tô Bối Bối tức giận nói, ngươi không thấy nó luôn lóe lên ánh sáng màu đỏ sao? Nhất định là có vấn đề. Lúc này, Hạ Thiên mới lười biếng ngẩng đầu nhìn một chút nhưng cũng không để trong lòng, chẳng sao, loè loẹt, nhìn qua chỉ là thứ đồ chơi dọa người. Đây là huyết mạc y, có nó, có thể giúp cho bổn tọa luyện hóa tinh lực của các ngươi làm việc cho ta. Trung Nghĩa Phong cười một tiếng, gương mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, mặc dù bổn tọa không nghĩ đến các ngươi còn sống, nhưng cũng đã có sự chuẩn bị. Tương tự, mặc dù sát khí bên trong cơ thể ma đồng đã bị ngươi loại trừ, nhưng bổn tọa cũng đã có phương pháp ứng đối. Cho dù sách lược vẹn toàn cũng sẽ có lúc tính sót. Biện pháp tốt nhất chính là chuẩn bị nhiều tay. Hạ Thiên nhếch miệng, tùy ý nói, ngươi có chuẩn bị nhiều hơn cũng vô dụng thôi. Thực lực quá yếu, giết các ngươi và giết mấy con gà chẳng có gì khác biệt. Rất nhanh, ngươi sẽ phải hối hận vì sự tự phụ này. Trung Nghĩa Phong cười một tiếng, biểu hiện giống như tính trước, hết thảy hành động của ngươi thật ra đều nằm trong kế hoạch của ta. Từ lúc ta biết ngươi chính là trở ngại trên đường của ta, ta đã bắt đầu tính toán ngươi. Một khắc ngươi bước lên đảo Cuồng Hoan, ngươi đã nằm trong tính toán của ta. Đám sát thủ kia không phải đi giết ngươi mà là đi thu hoạch khí tức của ngươi. Chỉ là không nghĩ đến ngươi lại giữ lại tiểu cô nương kia, cũng không giết chết nàng ta. Ban đầu, kế hoạch của ta chính là để Ni Sai Phách tiết lộ một chút tin tức, nhưng không sao, hiệu quả cũng giống nhau thôi. Khi gặp ngươi ở trên máy bay, ta đã cố ý giấu tất cả ký ức của mình lên một người hành khách, chính là để phòng ngừa ngươi nhìn ra được sơ hở, đồng thời một lần nữa thu hoạch khí tức của ngươi. Đương nhiên, vợ của ta hoàn toàn không biết kế hoạch của ta, cho nên nàng ta mới diễn một cách chân thực như vậy. Khả năng các ngươi mắc lừa cũng cao hơn. Chờ các ngươi đến nhà của ta, tất cả đều nằm trong tính toán của ta. Cho dù ở giữa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn một chút, nhưng vẫn không thoát ra khỏi tính toán của ta. Nói đến chỗ hưng phấn, Trung Nghĩa Phong yên lặng nhìn Hạ Thiên, sau đó cười như điên, Hạ Thiên, mặc kệ ngươi có tin hay không, thật ra thắng thua của cuộc chiến này cũng đã sớm nằm trong kế hoạch của ta. Khí tức của ngươi đã bị mảnh vỡ thần hạch của ta khóa chặt. Ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Hạ Thiên ung dung nói, thắng thua là dựa vào thực lực, không phải tính toán. Đám ngớ ngẩn các ngươi lúc nào cũng không hiểu đạo lý đó gì cả. Hạ Thiên thoáng lắc đầu, có chút cảm khái, tính kế tính tới tính lui, chẳng lẽ ngươi không tính qua ngươi sẽ phải chết sao? Ha ha, ta đã nói rồi, ta sẽ không chết đâu. Trung Nghĩa Phong cười một tiếng, chỉ vào Hạ Thiên, bởi vì mệnh hồn của ta vẫn được giấu trong thần hạch địa tâm. Ngươi giết chẳng qua cũng chỉ là nhục thể của ta mà thôi. Huống chi cơ thể này vốn không phải của ta. Không có thì ta lại tìm cơ thể khác. Ta nói giết ngươi thì nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Thiên hờ hững nói, ngươi có chiêu thức gì cũng vô dụng mà thôi. Ha ha, lát nữa thì ngươi sẽ biết. Trung Nghĩa Phong cũng không phản bác Hạ Thiên, quay sang nói với Hùng Đại Nhân, ngươi còn chờ cái gì? Lên cho ta. Hùng Đại Nhân gật đầu, siết chặt song quyền, bày ra tư thế ôm sông về phía Hạ Thiên. Một hư ảnh màu vàng phóng ra từ hai cánh tay của hắn ta, tạo thành một cái lồng cực lớn màu vàng bao chặt Hạ Thiên bên trong. Cái này của ngươi không phải kim trung cháo chứ? Hạ Thiên cười một tiếng, nhìn qua có chút khôi hài. Dĩ nhiên không phải. Đây là bí kỹ thần thông truyền thừa của Kim Cương Môn. Hùng Đại Nhân hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, nó có tên là Hồn Thiên Kim Cháo. Một cái ôm của ta sẽ có khí lực hơn 100.000 cân. Cho dù ngươi là chân long, ta cũng có thể vây ngươi đến chết. Cháo cái đầu ngươi đấy, để ta phá cái này của ngươi trước. Tô Bối Bối tức giận không thôi, đang định ra tay đánh người kia trước rồi nói. Hạ Thiên lười biếng nói, bối nha đầu. Nàng không cần ra tay, cứ ở bên cạnh xem là được. Được thôi, Tô Bối Bối cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, nàng vẫn tiến lên ôm lấy A Hòa dưới đất,
lại nhấc lên Kim Hương Nguyệt đã bị đánh ngất thối lui khỏi gian phòng. Điều kỳ lạ là, sát thủ A Sai bị đánh ra khỏi phòng đã không thấy bóng dáng đâu. Hẳn có thể hắn ta biết thời cơ bất ổn liền chạy trốn, hoặc tìm một nơi để nấp. Đám người Trung Nghĩa Phong cũng không ngăn cản Tô Bối Bối. Việc khẩn cấp trước mắt chính là phải dốc toàn lực giải quyết Hạ Thiên. Những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Chỉ cần Hạ Thiên vừa chết, mặc kệ Tô Bối Bối hay là những người khác, chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng. Nếu giết không chết Hạ Thiên, cho dù bọn họ có ngăn cản Tô Bối Bối cũng không có ý nghĩa gì. Có chiêu thức gì thì cứ dùng ra. Hạ Thiên ngáp một cái, thái độ ung dung, lại có chút khinh bỉ, tốt nhất nên thú vị một chút. Nếu chán quá, trước khi xử lý các ngươi, ta sẽ khiến cho các ngươi cảm nhận cái gì gọi là sống không bằng chết. Yên tâm đi, bổn tọa tuyệt đối sẽ khiến ngươi chết bất đắc kỳ tử. Trung Nghĩa Phong lòng tin 10 phần, hai tay bắt chéo, sau đó uốn éo, xếp thành một thủ thế cực kỳ quỷ dị, miệng lẩm bẩm, một lúc lâu sau mới quát lớn, huyết lão ma thần, dùng khí huyết người để tế, nhanh chóng giáng xuống. Khi quát, cơ thể của ông ta bỗng dưng bốc lên huyết tương cuồn cuộn, hợp thành một biển máu che khuất căn phòng. Một mùi tanh hôi khó mà hình dung tràn ngập ra. Cho dù là tu tiên giả, hơn nữa còn đứng bên ngoài, trong lòng Tô Bối Bối vẫn xuất hiện cảm giác muốn nôn mửa không thể nào tiêu tán. Khó trách lại phải cần đến một cái lồng. Nếu mùi tanh hôi này khuếch tán ra, đoán chừng người bình thường trong phạm vi mấy trăm dặm tuyệt đối sẽ chết vì thúi quá. Dần dần, huyết tương ngưng tụ thành một ma tượng nửa hình người, mặt đỏ răng nanh, thân hình cường tráng, bên trong hai mắt chỉ toàn là cuồng lệ chi khí, trong tay nó cầm một thanh huyết xiên cao mấy trượng, tản ra một luồng khí diễm có thể đâm xuyên đại ma thần tuyên cổ trong thiên địa. Hạ Thiên nhìn thấy ma tượng, cơ thể cũng phát run, tim cũng không khống chế nổi đập loạn lên, khiến lông mày của hắn cau chặt, cảm nhận được sự không ổn. Ha ha, bây giờ ngươi cảm thấy sợ thì đã muộn rồi. Trung Nghĩa Phong bay lên đỉnh đầu huyết lão ma thần, cuồng tiếu, đây chính là thần thủ hộ huyết lão tộc chúng ta, huyết lão ma thần, là ma thần thời đại thần thoại năm đó. Sự cường hoành của ma thần đã khiến cho đám cự phách hồng hoang còn cảm thấy khó giải quyết. Hôm nay, mặc dù ta chỉ có thể vận dụng một phần vạn uy năng của ma thần nhưng cũng đủ giết ngươi rồi. Nói xong, ông ta nhặt lên một sợi khí tức điểm vào mi tâm ma thần, huyết liêu ma thần, giết hắn. Hạ Thiên bên trong cái lồng há miệng định nói cái gì đó, đột nhiên phát hiện hắn không thể nào phát ra được âm thanh, định lách mình trốn đi nhưng lồng khí màu vàng đã vây chặt hắn bên trong. Đừng vùng vẫy nữa, cũng đừng né tránh nữa. Trung Nghĩa Phong lạnh lùng nói, bổn tọa đã nói rồi, ngươi nhất định phải chết, hoàn toàn không thoát khỏi tính toán của ta. Hạ Thiên bên trong cái lồng giống to lên, đáng tiếc, âm thanh đã sớm mất đi, không có ai nghe thấy. Chết đi. Trung Nghĩa Phong chỉ tay về phía Hạ Thiên. Ma tượng to lớn cầm cây xiên thật dài đâm tới Hạ Thiên. Một cái đâm này vô cùng nhanh chóng, mang theo cương phong thổi toàn bộ mảnh vỡ của Trung ra lên. Nếu không phải bên ngoài còn có cháo y màu đỏ của thiếu phụ váy dài, chỉ sợ bên ngoài đã biến thành vực sâu không đáy rồi. Không, dừng tay lại cho ta. Mặc dù Tô Bối Bối rất có lòng tin đối với thực lực của Hạ Thiên, nhưng nhìn thấy thực lực trước mắt, nàng vẫn nhịn không được mà cảm thấy lo lắng, đứng dậy muốn cứu hắn. Đáng tiếc, nàng đã bị luồng cương phong thổi trở về. Phốc! Hạ Thiên bị huyết xiên đâm trúng, không thể tin nổi. Tiếp theo, huyết dịch trong cơ thể hắn giống như vỡ đê, dòng nước cuồn cuộn phun ra ngoài. Huyết xiên tham lam hấp thu huyết dịch tuôn ra từ cơ thể Hạ Thiên. Mỗi một giọt đều không bỏ qua. Cuối cùng, huyết xiên hút Hạ Thiên chỉ còn lại một cái túi da và xương cốt. Bổn tọa đã nói rồi, không ai có thể chống đỡ được một kích này. Gương mặt Trung Nghĩa Phong hiện lên sự vui mừng không hề che giấu, cái gì là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, cái gì là tu tiên giả, còn không phải chết trong tay bổn tọa sao. Địa tâm thần tộc của ta mới là vô địch, huyết lão tộc của ta nhất định sẽ thống nhất địa tâm và mặt đất, cuối cùng trở thành bá chủ duy nhất trong sâu không vô tận, a. Lời còn chưa dứt, ma tượng bỗng dưng quay lại, đâm xuyên huyết xiên vào tim Trung Nghĩa Phong. Cái này, không thể nào. Huyết liêu ma thần, ta là chủ nhân của ngươi mà. Mắt Trung Nghĩa Phong như muốn lồi ra, trong con ngươi tràn ngập sự kinh hãi, còn có vẻ không thể tin được ngươi, vì sao ngươi?
Ma tượng kia không hề giải thích nửa câu, chỉ huy động thanh xiên trong tay, ném Trung Nghĩa Phong giống như ném rác xuống đất, ngay cả máu của ông ta cũng không thèm hút. Rất nhanh, ma tượng nửa người bỗng nhiên biến thành một vũng máu, chui vào lòng đất, tiêu tán không thấy. Tại sao lại như vậy? Trung Nghĩa Phong vẫn chưa chết, miệng lẩm bẩm không ngừng, nghi thức triệu hoán của ta không hề sai. Âm huyết của ta lại cực kỳ thuần khiết, mảnh vỡ thần hạch vẫn còn đó. À, mảnh vỡ thần hạch của ta đâu? Ngươi nói cái này sao? Một giọng nói lười biếng vang lên. Trung Nghĩa Phong đưa mắt nhìn sang, đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đang bình yên vô sự đứng cách đó không xa, trong tay cầm một mảnh vỡ tản ra ánh sáng màu đỏ. Ngươi, tại sao ngươi lại không chết? Trung Nghĩa Phong cả kinh đến toàn thân run lên, ngươi rõ ràng đã bị huyết lão ma thần xiên chết rồi mà. Ta đã sớm tế luyện khí tức của ngươi, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Hạ Thiên cười nói, ngươi khẳng định tế luyện chính là khí tức của ta. Đương nhiên là của ngươi rồi. Trung Nghĩa Phong kêu ầm lên, ta đã cho người lấy khí tức của ngươi từ đảo Cuồng Hoan, sau đó trên máy bay, ta tự mình lấy đi một phần, không thể nào sai được. Hạ Thiên lắc đầu, lộ ra vẻ đồng tình, ngươi tính toán nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không tính tới khí tức đó đã bị ta đổi rồi sao? Đổi, Trung Nghĩa Phong ngẩn cả người, đổi thành ai? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi không nhìn kỹ lại sao? Cái gì? Trung Nghĩa Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện người bị hút khô huyết khí đột nhiên biến thành hùng đại nhân, không thể nào. Khí tức của ngươi là ta đã sớm thu thập được, vẫn luôn giữ kỹ, vừa nãy mới lấy ra tế luyện ma thần mà. Hạ Thiên cười hỏi, cái này mà ngươi còn không nghĩ ra? Ngươi lén đổi vừa nãy. Trung Nghĩa Phong đột nhiên hiểu ra, trong lòng lại càng kinh ngạc. Thế nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, làm sao ngươi có thể đổi được? Bổn tọa cũng không thể nào không phát hiện ra. Chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi quá yếu chứ sao? Thái độ của Hạ Thiên giống như mọi chuyện không liên quan đến mình, Vân Đạm Phong khinh nói, đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất chính là ngươi quá ngu. Trung Nghĩa Phong cắn răng nghiến lợi nói, cho dù ngươi thắng thì như thế nào, ngươi không giết chết ta được đâu. Ngươi hủy đi cơ thể của ta. Chỉ cần mệnh hồn của ta tịnh dưỡng 12 năm ở địa tâm, ta cũng có thể có được cuộc sống mới. Đến lúc đó, ngươi, còn có nữ nhân của ngươi, tất cả đều phải chết. Cho nên, ta nói ngươi đúng là ngu đến không có thuốc chữa. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội đó sao? Trung Nghĩa Phong hừ một tiếng, ngươi không cho thì như thế nào? Cho dù ngươi có muôn vàn bản lãnh, vạn loại thần thông, ngươi cũng không có khả năng chạy đến địa tâm lấy mệnh hồn trong thần hạch của ta ra. Không cần phiền phức như vậy đâu. Hạ Thiên mỉm cười, lắc lư mảnh vỡ hiện ra ánh sáng màu đỏ trước mặt Trung Nghĩa Phong, mảnh vỡ ý chí trái đất này hẳn đã được huyết lão tộc các ngươi tế luyện rồi đúng không? Không sai, mảnh vỡ thần hạch này đã truyền thừa vô số thế hệ huyết lão tộc chúng ta, ngưng kết ý chí tiên hiền lịch đại toàn tộc, ngươi không khống chế được đâu. Trung Nghĩa Phong nói, ngươi cũng đừng vọng tưởng bổn tọa sẽ đưa bí quyết cho ngươi. Nếu ngươi muốn dùng thủ đoạn nào đó để bức ta nói ra, cũng chỉ phí công mà thôi. Não của địa tâm thần tộc đều có thần niệm khóa lại, ngoại lực cưỡng ép dò xét sẽ tự động xóa đi. Ta hoàn toàn không có hứng thú đối với bí quyết gì của ngươi. Hạ Thiên khinh thường nói, ta chỉ cần biết trên thứ này có ý chí tộc các ngươi là được. Nói xong. Hạ Thiên đâm thẳng mảnh vỡ vào mi tâm Trung Nghĩa Phong. Ngươi đây là, Trung Nghĩa Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ, ngươi quả nhiên đang sợ hãi. Đúng vậy, đối đầu với địa tâm thần tộc chúng ta, ngươi không thể nào có được chỗ tốt. Cho dù huyết lão tộc chúng ta đã xuống dốc ở địa tâm thần tộc, nhưng không phải loại phàm phu tục tử như ngươi có khả năng đối kháng a, dừng tay. Hạ Thiên hoàn toàn không để ý đến Trung Nghĩa Phong làm nhảm. Sau khi cắm mảnh vỡ vào trong mi tâm của ông ta, hắn lấy ngân châm đâm thẳng vào mảnh vỡ, đâm xuyên qua mảnh vỡ luôn. Ngươi muốn làm gì? Trung Nghĩa Phong hoảng hốt, bởi vì ông ta rõ ràng cảm nhận được mệnh hồn của ông ta đang tách ra khỏi địa tâm thần hạch. Liên quan đến chuyện mệnh hồn của ngươi, thật ra đứa em trai trước đó của ngươi đã nói rồi. Tô Bối Bối bước đến, nàng vừa thuận tay giải quyết thiếu phụ váy dài kia. Về phần bốn hộ pháp bên ngoài cũng đã bị sát thủ A Sai dùng phương thức đánh lén để xử lý. Nếu đã ngừng tụ ý chí tộc nhân các ngươi,
vậy thì triệu hoán toàn bộ mệnh hồn của tất cả tộc nhân các ngươi đến không được sao? Hạ Thiên lười biếng nói, dù sao tộc nhân của ngươi cũng đã chết, bây giờ để mệnh hồn của bọn họ tiến vào cơ thể của ngươi. Người trong cùng tộc tập trung lại, sau đó cùng nhau giải thoát. Hạ Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Trung Nghĩa Phong giận vô cùng, cơ thể biến thành một chùm huyết quang, cho dù ta chết, ta cũng phải đồng quy vu tận với ngươi. Lời nói rơi xuống, huyết quang bạo khởi, trực chỉ Vân Tiêu, nhuộm đỏ một nửa bầu trời, rất nhanh tiêu tán hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 196.